là các thầy cô, các đại biểu đã tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay mà chúng tôi đang nhìn thấy ở đây là có 52 người tham dự. Chúng tôi rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để chia sẻ, nhận chia sẻ và sẽ có những cái trao đổi về cái chủ đề mà chúng tôi hôm nay tổ chức là việc đào tạo hòa giải thương mại hiện trạng và những cái kiến giải gì cho việc phát triển nó trong tương lai. Um, như quý vị đã biết ạ, à, thì uh, ở đây uh, các đại biểu tham dự mà chúng tôi uh, thống kê được thì chủ yếu là các uh, thầy cô và một số các uh, anh chị là luật sư cũng có tham gia các công tác về chia sẻ, công tác giảng dạy. Thì chúng ta đều thấy rằng là đào tạo là có vai trò vô cùng là quan trọng và đặc biệt là quan trọng đối với một cái nội dung gì đó mà nó rất là mới, cụ thể ở đây chính là phương thức hòa giải thương mại. À, nếu mà trong cái khuôn khổ của các cái phương thức giải quyết tranh chấp mà chúng ta đã biết đấy, thì với hòa giải thương mại, nếu người sử dụng mà không biết đến nó, không biết đầy đủ về nó và không có niềm tin về cái phương thức này thì rất khó có khả năng người sử dụng sẽ dùng đến cái phương thức này. Ừ. Ở đây nó khác với một phương thức khác, ví dụ chúng ta nói đến phương thức truyền thống là tòa án thì chúng tôi cũng được nhiều chuyên gia chia sẻ là có thể chưa biết rõ nhưng mà đến lúc có tranh chấp thì mà không dùng phương thức nào khác thì cũng vẫn phải ra tòa án và lúc đấy thì người ta có có cái động lực để người ta sẽ sẽ biết rõ về nó. Nhưng mà cái phương thức hòa giải của chúng ta thì đáng tiếc là nếu mà công tác đào tạo và công tác bồi dưỡng kỹ, kỹ năng và các vấn đề về thái độ về kiến thức mà nó không được đầy đặn thì chúng ta sẽ rất đáng tiếc là nếu cho tương lai nó sẽ khó có thể có được sự tăng trưởng được sử dụng nó chứ chưa nói đến để phát huy các kỹ năng trong cái quá trình hòa giải thì đấy là cái mà chúng tôi rất là chăn trở bởi thời gian vừa qua thì sau khi nghị định hòa giải thương mại là nghị 22 năm 2017 của chính phủ đã ra đời thì các hòa giải viên thương mại đã đi đăng ký để là hòa giải viên vụ việc các trung tâm hòa giải đã thành lập Trung tâm hòa giải Việt Nam VMC là được Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC là thành lập, là trung tâm đầu tiên được thành lập vào năm 2018 và cũng đã nỗ lực làm rất là nhiều việc liên quan đến công tác đào tạo, công tác quảng bá. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì số vụ việc, số đề nghị, số mong muốn hỏi thăm về phương thức này cũng như là cái hướng dẫn chi tiết để làm sao để sử dụng phương thức này nó vẫn còn đang rất là ít. Cho nên chúng tôi càng thấy cái vị trí vai trò của việc đào tạo nó là là quan trọng. Thế thì với tinh thần đó thì chúng tôi uh, uh, mong muốn là cuộc uh, tọa đàm ngày hôm nay sẽ có những cái sự chia sẻ từ tổng quan cho đến chi tiết về việc hiện tại các sinh viên của các khoa luật và trường luật của chúng ta ở đang được Uh, đào tạo về môn hòa giải thương mại này như thế nào? đấy là ý thứ nhất. ý thứ hai là các cái tổ chức có liên quan trong cái hệ sinh thái để phát triển về mảng hòa giải thương mại này như trung tâm hòa giải Việt Nam VMC thì có thể đóng góp được gì để cải thiện, phát triển và hoàn thiện hơn cái hiện trạng đang có đấy. đấy thì uh, chúng tôi tổ chức cái chương trình này là với mục đích là như vậy. À, về để thực hiện chương trình thì chúng ta có à, cái chương trình là sẽ gồm hai phần phần đầu tiên thì sẽ có các nội dung mà được chia sẻ về vấn đề hiện trạng đào tạo về hòa giải thương mại cho sinh viên và cho các bạn đã ra trường rồi như là, là, là cấp là thạc sĩ cũng như là tại học viện Thư pháp nơi cô vân anh thì là ở các cái chương trình bồi dưỡng hoặc là đào tạo về nghề luật sư và các nghề khác có một phần tiếp theo thì chúng tôi, phần cuối thì sẽ có một cái hoạt động mà xin phép được chưa được đeo ở đây ngay. Sau khi đã xong cái phần chính thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái thông tin là một trong các nỗ lực của chúng tôi để giúp à, gọi là nâng cao cái tinh thần và cái phấn khởi trong cái việc quan tâm tìm hiểu, học về môn hòa giải thương mại. À, thực hiện phần đầu tiên thì xin phép được giới thiệu à, theo thứ tự ABC. Chúng ta hân hoan chào đón là tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh. Cô Vân Anh là trưởng bộ môn kỹ năng tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, khoa đào tạo luật sư, học viện tư pháp. Cô Vân Anh à? ạ, dạ. cô cũng là hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Việt Nam. À, bên phải tôi đây là tiến sĩ Hà Công Anh Bảo. Ông Bảo là phó trưởng khoa phụ trách của khoa luật trường Đại học Ngoại thương. À, chúng ta có phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Bình là trưởng khoa pháp luật thương mại quốc tế của trường đại học luật Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại trưởng khoa luật dân sự trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Đỗ Văn Đại cũng là phó viện trưởng của viện nghiên cứu và đào tạo trọng tài quốc tế Việt Nam Viat trực thuộc Viat, cuối cùng chúng ta có phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam là trưởng khoa luật của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, à, giáo sư Đỗ Văn Đại và phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam là trọng tài viên đồng thời cũng là hòa giải viên của Trung tâm hòa giải Việt Nam. À, tôi xin phép sau đây thì trân trọng kính mời tiến sĩ Hà Công Anh bà sẽ giúp chia sẻ tới chúng ta một cái bức tranh tổng quan qua cái việc khảo sát mà anh và các đồng nghiệp của mình đã thực hiện về việc là hiện trạng đào tạo về ada nói chung cũng như là tập trung và hòa giải thương mại nói riêng đang là như thế nào đồng thời cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin về uh, trường đại học ngoại thương uh, và nơi mà anh phụ trách khoa luật xin uh, trân trọng kính mời anh Hà công anh bảo À, xin cảm ơn à, à, anh đạt và xin à, kính chào à, tất cả các quý vị đang à, trên à, nền tảng à, zoom trực tuyến của chúng ta hôm nay thì à, tôi rất là vui khi mà được à, anh đạt à, và vmc à, mời đến để chúng ta cùng thảo luận một cái chủ đề mà trường học ngoại thương nói chung và khoa luật à, của chúng tôi đã có một cái sự à, quan tâm đến vấn đề này à, cách đây à, à, khá là lâu rồi À, khi mà chúng tôi chủ, triển khai một cái chương trình mới của trường học ngoại thương à, cách đây khoảng 2 năm thì à, chúng tôi cũng đã à, nghĩ rằng là à bây giờ chúng ta cần phải đi ra một cái gì mà xã đang cần và cũng như là một cái gì điều mới mẻ và cung cấp được cho người học những cái gì hữu ích thì cái thời gian đó thì à, lúc đó các à, thầy cô trong khoa à, khi mà chúng tôi xây dựng một cái chương trình À, liên quan đến à, luật kinh doanh quốc tế thì chúng tôi cũng à, xác định xem rằng là à, vậy thì cái xu hướng của tương lai nó như thế nào và chúng ta cần phải à, đoán được cũng như cần phải nắm bắt được cái nhu cầu của xã hội ra sao. thì à, trong cái quá trình mà chúng tôi xây dựng một cái chương trình à, à, luật kinh doanh quốc tế theo mô hình định hướng nghề nghiệp thì chúng tôi à, thấy được rằng là À, cái nhu cầu liên quan đến ADA là một cái nhu cầu rất là thiết yếu, nó phát triển ở các nước trên thế giới và Việt Nam cái nhu cầu đó rồi sẽ được các trường đại học chú ý. Thế thì trên cơ sở đó thì lúc mà chúng tôi xây dựng một chương trình đào tạo thì chúng tôi cũng có cái khảo sát để xem xét rằng là à, vậy thì các trường đại học cái mối quan tâm dành cho vấn đề này nó như thế nào. Thì... À, cái trong cái chương trình đó thì cũng rất là thú vị là thời gian đó là cũng có à, hỏi ý kiến của VIC và cũng cái hội thảo đó cũng có anh Địch tham dự à, và ngày hôm nay à, ở đây tôi cũng lại được một lần nữa đề cập tới là cái việc chúng tôi dựa vào cái kết quả khảo sát đó và dựa trên cái kết quả khảo sát đó chúng tôi triển khai những gì ở trường học ngoại thương à, thế thì à, ở đây thưa à, quý vị là cái uh, vấn đề mà khi uh, cái thực trạng liên quan đến lúc đó chúng tôi không 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 bóc cách kỹ ra tình trọng tài và hòa giải riêng mà chúng tôi vẫn đang đi theo hướng uh, xếp nó vào cái nhóm ADA bao gồm cái trọng tài và tất nhiên hiện nay thì cái xu hướng người ta có thể xem trọng tài hiện nay cũng không thể cũng có thể coi là không phải ADA nữa rồi mà coi như là một cái nhận thức của các doanh nghiệp rất là là là, là phổ biến về vấn đề này không phải là thay thế nữa rồi đúng không ạ? À, thế thì ở đây lúc mà chúng tôi thực hiện thì à, có 20 cơ sở đào tạo tham gia khảo sát. À, trong đó thì à, chúng tôi thấy rằng là à, có 16 cơ sở đào tạo thì có đưa vào à, cái nội dung về hòa giải và trọng tài trong cái chương trình đào tạo của mình. À, thế thì à, tuy nhiên thì ở đây thì à, cái trong cái 16 cơ sở đào tạo này thì à, khi mà tại thời điểm đó thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết là chúng ta à, lồng ghép cái nội dung này vào trong các môn học và trong đó thì có 6 cơ sở đào tạo thì có môn học độc lập về trọng tài và trong đó có rất là ngạc nhiên khi có một trường thì liên quan đến có một môn học về độc lập về hoài giải và cái nội dung này thì cũng đã được đưa vào cả trong đào tạo về luật sĩ cũng như là đào tạo ở bậc cử nhân tuy nhiên thì cái cách mà các trường đưa vào đối môn học này đối mùa nhân nhân là thông thường là vào năm thứ ba và năm thứ tư và cái này thì tôi thấy rằng cũng rất là phù hợp rất là đồng ý bởi vì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn sinh viên cũng đã được trau dồi những cái kiến thức nền tảng pháp lý những cái môn học về cơ bản chúng ta có rồi và cái uh, thời lượng người ta triển khai hầu hết ở các trường thì chủ yếu đó là uh, hai tính chỉ hai tính chỉ thì uh, tuy nhiên thì khi mà triển khai vấn đề này chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái vấn đề mà đặt ra ở các trường đào tạo đó là cái xu hướng chúng ta giảng dạy à, vẫn là chủ yếu là thiên về lý thuyết nhiều hơn thực hành cái này là chúng ta cũng có thể hiểu được à, bởi vì là để mà có thể thực hành được cả trọng tài và cả hoa giải thì chúng ta cần phải có cái nguồn tài liệu nó không chỉ là những cái sách giáo khoa nó cũng không phải chỉ là những cuốn sách của nước ngoài mà chúng ta thấy rằng là để thực hành được thì chúng ta phải có các các à, tài liệu ví dụ như các à, hồ sơ của các vụ việc đúng không ạ? Hoặc là chúng ta phải xây dựng cái chương trình các vụ việc một cách giả định. Thì cái đó là cái mà chúng ta sẽ thấy là các trường thì vẫn tập trung vào cái xu hướng là lý thuyết nhiều hơn. Và nguồn tài liệu thì à, thời điểm cách đó 2 năm thì à, cái nguồn liệu cái tài liệu chủ yếu đó là có cái giáo trình Cả, kết hợp cả Việt Nam và nước ngoài. Thì uh, cho đến hiện nay thì số lượng mà tài liệu riêng về trọng tài, uh, về giáo trình trọng tài thì có thể có khoảng 2 đến 3 cái cuốn giáo trình uh, chúng ta có thể thấy uh, chúng ta sẽ thấy rằng là các trường cũng sử dụng cái cuốn mà được uh, VIEC uh, dịch đúng không ạ uh, rất là phổ biến và bên cạnh đó thì uh, như tôi biết là chỗ thầy Đại có một cái quyển giáo trình về trọng tài và bên đại học luật thì cũng có một cuốn về giáo trình về trọng tài rồi. Tuy nhiên còn đối với các cơ sở đào tạo khác thì nếu mà nói về đào tạo nghề, ví dụ như bên chỗ chị Vân Anh đây, thì có thêm một cái cuốn liên quan về ADA, đúng không ạ? Thì có. Còn đâu các trường của chúng ta thì chúng ta chưa đi sâu vào cái vấn đề đó. Đó là đó là trọng tài. Nhưng còn hoa giải thì hoa giải cho đến hiện nay thì theo tôi tôi thấy rằng là chưa có cuốn giáo trình nào cả ở Việt Nam. Theo tôi được biết là chúng ta cũng chưa có cuốn giáo trình nào riêng về hòa giải thì cái đó là một cái mà nó sẽ tạo cái sự khó khăn cho các cơ sở đào tạo à, và cái cách tiếp cận của các cơ sở đào tạo chúng ta cũng có thể thấy rằng là một số các cơ sở đào tạo cũng sẽ để đặt cái môn à, trọng tài hoặc là chúng ta đặt trong một cái bối cảnh là các cái môn giải quyết tranh chấp tức là ở đây chúng ta đi theo hướng là bao gồm cả trọng tài hòa giải à, đúng không ạ thương lượng chúng ta đi vào thì chúng ta đặt nó trong một cái bối cảnh là môn tự chọn hoặc là môn bắt buộc. À, một số trường tiếp cận một cách tự chọn, một số trường tiếp cận tự à, cái bắt buộc. Tuy nhiên thì à, cái việc mà phân tính chỉ ở Việt Nam của chúng ta thì chắc là các thầy cô mà ở đây thì chúng ta cũng hiểu được cái bối cảnh của Việt Nam mà chúng ta thì chúng ta cũng có theo kiểu là theo hướng là tiếp cận theo một cái gọi là dạ, à, tự chọn nhưng mà định hướng, đúng không ạ? Tự chọn những định hướng à, để chúng ta làm sao cho nó à, phù hợp với chương trình đào tạo và được triển khai ở cơ sở của chúng ta thế nên cái việc mà đối với tôi khi mà các trường à, thu cho cho mình thêm cái slide tiếp theo đi Đấy, đúng không đối với tôi thì à, khi mà nghiên cứu vấn đề này tôi cũng hiểu được cái cách mà chúng ta triển khai cái đào tạo chính chỉ ở việt nam của chúng ta thì cái việc chúng ta để tự chọn với bắt buộc thì nghe cái tự chọn thì dường như chúng ta nghĩ rằng bắt buộc là phải học đúng không ạ à, cái 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 bắt buộc à, là bắt buộc phải học nhưng cái tự chọn thì thực tế là một số cơ sở đào tạo cho dù khi mà design để bảo rằng đó là tự chọn nhưng các thầy cô cũng có cái sự định hướng đúng không ạ cho nên là cái từ để mà cái vị trí là bắt buộc hay tự chọn à, ở đây theo cái mà thống kê tôi tìm ở à, cái sự công bố của các trường ở đây thì à, tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa của nó nó cũng không có cần rõ ràng lắm nhưng mà ở đây cho thấy rằng là có sự quan tâm ở các cơ sở đào tạo về vấn đề này. Thế khi mà vậy thì uh, cái việc khó khăn uh, nào khi chúng ta gặp phải khi chúng ta triển khai uh, đào tạo hòa giải và trọng tài. Thế thì um, uh, nếu chúng ta sẽ thấy rằng là theo cái kết quả mà ta chỉ cho thấy uh, chỉ cho uh, cho cho chúng ta thể thấy rằng là cái mà cái tôi vừa đề cập ấy, thì uh, em em cho tiếp đi uh, uh, cái mà khó khăn các cơ sở đào tạo đề cập ở đây đó là không tiếp cận được các vụ việc, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với trọng tài thì nó có quy tắc là bí mật, hoa giải cũng có bí mật, đúng không ạ? Cho nên là để mà tiếp cận được các vụ việc thực tế đây là điều khó khăn. À, cũng rất là may khi mà chúng ta cũng có được những cái ấn phẩm của Viac và cũng ở đây cũng À, có chỗ thầy đại cũng rất là viết nhiều cái cuốn sách và đặc biệt là những cái bản án thầy có bình luận thì nó cũng là một cái cơ sở để giúp cho các trường đại học các cơ sở đào tạo của chúng ta à, có một cái nguồn tài liệu à, tuy nhiên thì đó những cái cuốn sách đó đúng không ạ nó cũng chỉ dừng lại giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu còn để xây dựng được các vụ việc đúng không ạ thì chúng ta cần phải có một cái bộ hồ sơ đúng không ạ tròn chỉ thì cái đó là cái mà sẽ rất khó khăn À, cái vấn đề này tôi tin rằng ngay cả chỗ học viện tư pháp chỗ chị Vân Anh ở đây thì cũng sẽ khi triển khai nếu mà triển khai môn học này nó cũng sẽ khó khăn bởi vì bên trên thực tế khi mà học viện tư pháp triển khai trong cái đào tạo thì chúng ta rất là chú trọng liên quan đến tòa án thì tòa án cái thuận lợi đó là chúng ta sẽ thấy rằng các luật sư thì có rất nhiều các bản án và họ có đủ hồ sơ để chúng ta làm nhưng mà trọng tài đó là, là câu chuyện khác nó không chỉ là chúng ta lấy hồ sơ thật mà chúng ta thả vào đấy là được Đúng không? mà lúc đó nó lại vi phạm cái quy tắc bảo mật của chúng ta. Thì nó đòi hỏi là à, giảng viên, đòi hỏi cơ sở đào tạo, nếu muốn xây dựng được vấn đề này thì chúng ta phải dạ bỏ công sức rất nhiều. Bên cạnh đó là sẽ có sự tâm huyết, bên cạnh đó phải có sự cam kết phối hợp với các trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải để làm sao để chúng ta không vi phạm các, à, các, 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 các quy định liên quan. À, ngoài ra thì à, cái vấn đề về thiếu giáo trình, học liệu, cũng như là khó khăn trong việc uh, mời các trọng tài viên uh, hoặc là hòa giải viên, đây cũng là vấn đề cậu các cơ sở đào tạo có quan tâm. Bởi vì chúng ta sẽ thấy thế này là cái công tác đào tạo của chúng ta thì uh, nó uh, sẽ liên quan đến chúng ta giảng dạy nó sẽ theo một cái lịch trình nhất định. Uh, do đó là chúng ta cũng nếu mà tiếp xúc các trọng tài viên hoặc hòa giải viên Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khó mà mời được các chuyên gia tham dự cho chúng ta Nó theo một cái dạ, lộ trình dài được Mà ở đây chúng ta cũng sẽ chỉ dạ, mời để nói chuyện đến một hoặc hai buổi báo cáo viên mà thôi Thế thì cái việc như vậy thì đôi lúc nó Cái tính thực tiễn nó có thể dạ nó không tạo ra một cái liền mạch cho chúng ta à, Ở đây thì à, chúng tôi khi mà chúng tôi triển khai cái mô hình đào tạo song giảng Trong lát sau tôi trình bày một cái 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 cái, cái trình đào tạo của chúng tôi thì chúng tôi biết được rằng đây là một vấn đề cũng rất là khó khi mà chúng tôi đưa vào cái gọi là mua là sẽ giả song giảng tức là cái môn nó sẽ được giảng dạy luôn bởi à, các chuyên gia thực tiễn và một à, giáo viên à, cùng dạy. đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng sẽ gặp những cái khó khó khăn là và thách thức như vậy và khi mà chúng tôi đặt ra vấn đề rằng là vậy thì chúng ta đưa vào cái hòa giải hoặc trọng tài ở trong bậc đào tạo như thế nào? Thì ở đây một cái quan điểm rất là 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 vui đó là các trường đại học khi được hỏi về vấn đề này thì đều cho rằng là chúng ta nên đưa đào tạo hòa giải và và trọng tài vào. Đúng không? vậy chúng ta chúng tôi cũng thấy rằng à vậy thì dường như cái bước đi của chúng tôi à, đặt ra cái câu chuyện này ấy, là có vẻ rất là đúng đắn và được sự ủng hộ. Và trên thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái câu chuyện hòa giải hay trọng tài chúng ta đặt đưa vào trong các trong 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 các chương trình đào tạo thực tế là từ lâu rồi, đúng không ạ? Nó cơ bản là nó đưa thời lượng như thế nào, cách thức triển khai như thế nào thôi, đúng không ạ? Thế thì à, bên cạnh đó, bên cạnh cử nhân và bên cạnh thạc sĩ, thì à, các à, cái cái ý kiến đóng góp đều cho rằng là à, cũng sẽ là phù hợp. À, ngoài ra thì à, chúng tôi cũng muốn xem xét xem rằng là các à, cơ sở đào tạo của chúng ta sẽ xây dựng à, cái nội dung nó như thế nào. À, bởi vì à, lúc đó chúng tôi cũng theo một cái hướng tiếp cận là cái nâng cao tính thực tiễn à, cho cho khi mà đào tạo thế thì ở đây à, cái vấn đề chúng tôi đặt ra là xây dựng theo nội dung đào tạo của bộ tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp thì phù hợp với trình độ cử nhân hay không à, thì cái à, cái kết quả này à, thực tế là cái câu trả lời nó cũng à, chưa rõ nét lắm bởi vì là chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức độ đồng ý của à, các bên tham gia trả lời ở đây nó chưa rõ nét đúng không ạ? À, một chúng ta sẽ thấy con số 35,7 và 35,7 ở à, đây là một cái không phù hợp và một cái bình thường một cái rất phù hợp. 28,6 thì nó chưa rõ nét vấn đề này. Ngoài ra thì à, cái hướng về đào tạo à, kỹ năng và nghiệp vụ trọng tài hòa giải như thế nào? Thế thì ở đây thì à, một cái đáng mừng, tí dụ đáng mừng là tất cả À, người mà tham gia trả lời thì họ cho rằng là chúng ta nên hướng tới dạ, à, cái việc đào tạo kỹ năng và à, nghiệp vụ nữa thì cho thấy rằng là cái nhu cầu hiện nay là đào tạo tính thực tiễn à, cao tại à, các trường à, cơ sở đào tạo là có đúng không ạ? thì à, cái đó là một cái nét mà khi mà chúng tôi tìm hiểu để chúng tôi xây dựng một cái chương trình cử nhân ở trường đại học ngoại thương à, trong đó có những cái à, chú trọng lớn về ADR. Thế thì trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái mô hình đào tạo chương trình cử nhân của chúng tôi. Nó thể hiện bởi những cái chương trình mà có có liên quan ở như thế này. Bạn thu cho mình cái tiếp theo với nào. Ở đây là một cái mô hình mà chúng tôi gọi là Village, gọi viết tắt của cái chương trình đào tạo cử nhân luật kinh doanh quốc tế theo mô hình định hướng nghề nghiệp. Thế thì... À, nếu mà quý vị nhìn cái à, mô hình này chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có gồm rất nhiều các học phần và nó có những cái đặc à, à, điểm à, của mô hình tôi nghĩ rằng là nó cũng mang tính à, độc đáo và nó cũng mang tính mà cung cấp theo cái à, nhu cầu người học hiện nay à, tất nhiên chúng tôi có những cái nền tảng của các môn học Đúng không? vì về kiến thức giáo dục đại cương phát triển kỹ năng và dân sự thương mại chúng tôi cũng có bên cạnh đó là chúng tôi xây dựng một uh, hệ thống các chương trình village những chương trình liên cao liên quan đến đào, đào tạo kỹ năng cho các bạn và trong những cái trụ cột đó thì uh, chúng ta sẽ thấy là có hai cái trụ cột của adr 1 và adr hai uh, và bên cạnh đó thì uh, cái mà chúng tôi chú ý ở đây nó liên quan đến là cái chương trình cái chú trọng thêm là về tiếng Anh pháp lý cho các bạn và chương trình này là chất lượng cao và chúng tôi có giảng dạy bằng tiếng Anh và khi xây dựng cái chương trình này ấy thì để thành công được chương trình này thì chúng tôi xây dựng theo các trụ cột đối tác để chúng tôi triển khai À, quý vị sẽ thấy rằng là à, chúng tôi à, đầu tiên là cái mối quan hệ và cái sự cần thiết của của trong đào tạo luật thì chúng tôi thấy rằng là VIC là một nơi rất là tin cậy để mà chúng tôi à, có thể à, à, có sự ủng hộ của các chuyên gia phối hợp của các chuyên gia của thực tiễn của VIC có liên quan với khía cạnh đầu tiên là cái chân về về trọng tài. À, bên sau đó thì chúng tôi trong cái mảng phát triển à, liên quan hòa giải thì chúng tôi cũng có cái sự phối hợp với à, À, Vicmc à, để chúng tôi triển khai à, liên quan đến à, các vấn đề hòa giải thương mại. À, ngoài ra thì à, chúng tôi có à, ký kết đối với câu lạc bộ luật sư Long Biên. Đây là một cái tổ chức của các à, luật sư để liên quan đến à, cung cấp các kỹ năng của luật sư cho các bạn. Ngoài ra thì à, à, có các à, thường thì chúng tôi có sự đồng hành của VBLC và VERSIL trong các cuộc thi đi kèm tất nhiên là chúng tôi chưa ký MOU với hai tổ chức này nhưng mà hai tổ chức này rất là luôn support đối với các hoạt động uh, liên quan tới cho các uh, cho cơ sở đào tạo và đối với uh, cái trụ cột về tiếng anh thì uh, chúng tôi thấy rằng là khi phát triển ada thì uh, tiếng anh không thể là không đề cập tới do đó để mà xây được cái nền tảng cho hòa giải cũng như là ada nói chung thì chúng tôi phải chú trọng với cái vấn đề tiếng anh do đó chúng tôi đã có một cái uh, chuẩn bị cho mình À, bằng cách là chúng tôi đã có ký MOU và triển khai các hoạt động với cái tổ chức British Legal Center. À, đây là một tổ chức uh, base ở uh, UK và họ sẽ giả hỗ trợ và cũng như là cung cấp giảng viên cũng như là học liệu cùng nhau thiết kế với uh, khoa luật trường đại ngoại thương về cái giảng uh, dạy để lấy chứng chỉ của BLC và cũng may mắn là trong thời gian vừa rồi thì nó cũng liên quan đến đại dịch thì nó cũng có thách thức nhưng cũng là cơ hội và chúng tôi cũng đã triển khai các course liên quan đến học online và các chuyên gia của BLC thì cũng đã dạy triển khai hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều à, trên cái nền tảng đó thì à, chúng tôi à, đi sâu vào hòa giải thì ở đây à, quý vị sẽ thấy à, cho mình cái 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 tiếp theo đi à, cái uh, vấn đề về adr thì học ngoại thương uh, chúng tôi chú trọng rất là như tôi đã nói rồi đây là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ xây cho nó trở thành cái lợi thế cạnh tranh cho cái chương trình đào tạo của chúng tôi thì ở đây uh, chúng tôi có cái môn học về giải quyết tranh chấp uh, kinh doanh quốc tế bằng trọng tài chúng tôi bỏ trọng tài tách riêng tôi không để nó thành để trong cái adr nữa và bên cạnh đó chúng tôi có hai cái môn học liên quan về thương lượng và hòa giải môn đầu tiên là chúng tôi gọi là idea một nó liên quan tới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn đấy uh, lý thuyết và những cái kiến thức cơ bản và đối với môn học phần mà yeah, liên quan đến giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thay thế thì chúng tôi đi theo định hướng là practice nhiều hơn uh, cho các bạn và đối với những cái liên quan về Cái học Phật này nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều và đặc biệt là bổ trợ cho các hoạt động này thì chúng tôi có cái uh, các uh, môn học gọi là Village, Village 1 2 3 4 5 thì trong đó cái hoạt động uh, và Village 6 à, hay là gọi là Village Plus thì trong các Village này thì chúng tôi sẽ có yêu cầu các bạn sinh viên là phải tham dự các cuộc thi moot. Thì um, đây là một cách là dạ yêu cầu uh, và bắt buộc các bạn sinh viên uh, của chương trình này phải thực hiện nếu các bạn muốn uh, tốt nghiệp bởi vì tại sao chúng tôi đặt ra vấn đề này thì uh, Đại học Ngoại thương cũng có kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi MOOC rất là nhiều chúng tôi có một cái cuộc thi tổ chức uh, riêng của chúng tôi là SOAP Law thì chúng ta chúng tôi đã có hơn 10 năm uh, với các chủ đề và trong khoảng 4 năm gần đây thì chúng tôi là đơn vị uh, phối hợp với uh, các tổ chức trong đó có VIAC, VBLC cũng hỗ trợ và tổ chức cuộc thi CIT Course. Ở à, đây thì chúng tôi thấy rằng là à, sinh viên của chúng tôi và cũng như sinh viên của các trường à, sau khi mà mỗi lần các bạn trải qua các cuộc thi MOCs là một cái sự hay à, cái lột xác rất là lớn và chúng tôi thấy rằng là à, có khi các bạn tham gia một cái cuộc thi MOCs, có khi các bạn còn hơn cả một môn học. Đấy là lý do tại sao chúng tôi cũng triển khai để mà thúc đẩy và sử dụng cái uh, để đào tạo ADA bằng cái là sẽ có cái học phần về Mood. Và yêu cầu các bạn bắt buộc phải yeah, có đăng ký tham gia các cuộc thi đó. Và các cuộc thi đó nó cũng là cơ sở để chúng tôi có thể tính điểm để cho các bạn uh, triển khai. Để để các bạn tính vào cái kết quả khi mà các bạn uh, tốt nghiệp. Uh, và các hoạt động để bổ trợ uh, về vấn đề này thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng là... Thuê cho mình tiếp theo với. À, chúng ta sẽ thấy rằng là để xây dựng cái chương trình này à, và chúng ta à, thì chúng tôi có thiết kế các chương trình chúng tôi, gọi, chúng tôi gọi là ngoại khóa. Thì ở Đào Ngoại Thương của chúng tôi, chúng tôi xây dựng các bạn đấy nó theo cái lộ trình phát triển. À, cái lộ trình đầu tiên là We Are Explorer, tức là chúng tôi, uh, We Are Breaker, đầu tiên là uh, We Are Breaker, tức là bắt đầu khám phá, đúng không ạ? Sau đó Explorer, đúng không ạ? sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mới bắt đầu dạ, à tìm tòi và cuối cùng là we are ambassador để trở thành đại sứ và để trở, để xây dựng được một cái bốn cái cái cái, cái quá trình trong à, cái quá trình đào tạo như vậy trong 4 năm học thì chúng tôi có đến 23 hoạt động các bạn. Thì trong đó các à, quý vị cũng sẽ thấy rằng là nó liên quan các à, học phần à, các hoạt động à, tọa đàm khai thác học phần về ADA đúng không ạ? nó sẽ là cái mà à, hỗ trợ trong cái quá trình đào tạo à, về hòa giải à, ở trường học ngoại thương của tôi rất là nhiều. Thế thì à, để chuẩn bị à, vấn đề này thì à, như à, tôi đã đề cập, à, chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị liên quan đến việc ký kết MOU với các đối tác và à, chúng tôi cũng đang trong quá trình chuẩn bị. À, chúng tôi cũng phối hợp với các tổ chức hòa giải để mà tổ chức các khóa về soft course và cũng sẽ cho phép à, các bạn sinh viên tham gia và chúng tôi cũng sẽ xây dựng các chương trình chúng tôi gọi là vệ tinh tức là chương trình vệ tinh ở đó là chúng tôi sẽ đi theo hướng là các bạn sinh viên tham gia cũng được hoặc là dạ, các à, những người mà không thuộc chương trình đào tạo vẫn được tham gia đúng không ạ thế thì à, để à, thực hiện vấn đề này nó đòi hỏi cái gì à, chúng tôi cũng có phối hợp với các à, trung tâm hòa giải à, chúng tôi tổ chức và cũng mà xây dựng là đang tiến tới tiến tới xây dựng các tài liệu. Giờ đây thì à, trên thực tế thì đào ngoại thương thì cũng gặp một số cái khó khăn. Mà tôi nghĩ rằng là các cơ sở đào tạo khác cũng à, gặp phải. Đó là liên quan tới cái à, tài liệu và chuyên gia. À, chúng ta sẽ thấy rằng là à, ở Việt Nam cho đến hiện nay thì trung tâm hòa giải à, trong những năm vừa qua sau khi nghị định 22 chúng ta ra đời thì uh, v, VMC và VICMC chúng ta sẽ thấy hai trung tâm này thôi là có một cái sự rất là nỗ lực để thúc đẩy phát triển hòa giải và uh, ở đó thì tôi thấy rằng là về vấn đề chuyên gia thì chúng tôi có thể uh, giải quyết được tức là dựa trên các mối quan hệ dựa trên cái lòng uh, nhiệt tình của các uh, hòa giải viên thì chúng tôi sẽ mời đến được nhưng mà đúng rằng liên quan tới cái công tác đào tạo về tài liệu thì là cái mà gặp khó khăn tôi nghĩ là khó khăn nhất thì uh, bởi vì như tôi đề cập rồi thứ nhất ở Việt Nam như uh, anh đạt cũng vừa đề cập rằng là cái số lượng vụ mà chúng ta triển khai thực tế thì chưa nhiều đúng không ạ và khi chúng ta chưa nhiều thì chúng ta chưa có một cái dữ liệu đúng không ạ chưa có một dữ liệu để mà chúng ta khai thác đủ lớn để chúng ta uh, làm nguồn học liệu đó sẽ đòi hỏi uh, nếu muốn xây dựng thì chúng ta phải phải phải, phải tự xây dựng thì đôi lúc cái việc mà chúng ta tự xây dựng cái tình huống mà chúng ta sẽ thấy là cái tình huống của hòa giải nó 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 đôi lúc nó khác với với trọng tài rất là nhiều, đúng không ạ? À, chúng ta phải đưa ra một cái case hòa giải như nào để cho nó phù hợp trong cho, cho cho nó giúp cho dạ, các bạn sinh viên có thể dạ, khai thác được cả những cái skill của mình đó là rất là khó và chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một cái mà rất mong muốn ở đây về phía đại học ngoại thương, về khoa luật đại học ngoại thương rất là mong muốn ở đây có anh đạt là quyền giám đốc của VMC thì sẽ quan tâm và cũng sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo để thúc đẩy làm sao có thể ví dụ như ta cùng nhau chúng ta viết giáo trình, chúng lại cùng nhau hỗ trợ trong các trường đào tạo liên quan tới chúng ta chuẩn bị một cái 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 các học liệu thì tôi nghĩ đây là cái điều mà các cơ sở đào tạo rất là cần và ý cuối cùng là tại sao mà chúng tôi lại tập trung liên quan đến phát triển về ADA thì thưa quý vị chúng ta sẽ thấy rằng như anh đạt nói đấy đối với thẩm phán trở thành thẩm phán đúng ạ à, hoặc là trọng tài thì ít nhất để chúng ta xử thì chúng ta phải có dựa trên luật đó là một cái cơ sở để cho chúng ta nhưng ta biết rằng là dạo hòa giải thì viên thì đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng mềm và các kỹ năng mềm đó chính là khi đào tạo hòa giải thì nó sẽ giúp cho chúng tôi cũng gián tiếp đào tạo kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên chứ nó không phải chỉ đơn thuần là chúng ta đề cập đến luật. Chúng ta không chỉ đơn thuần đề cập luật nội dung hoặc là chúng ta đề cập tới luật tố tụng, mà ở đó khi mà chúng ta đào tạo về hòa giải, đó là chúng ta đào tạo cho các bạn về tâm lý, chúng ta đào tạo về kỹ năng mềm, chúng ta đào tạo cho các bạn các kỹ năng về trình bày khai thác thông tin à và chính vì vậy nếu chúng ta tập trung hướng về đào tạo, tất nhiên là các bạn sinh viên thì không thể ra trường một cái là trở thành hòa giải viên được đúng không ạ nhưng đấy là câu hỏi tại rất nhiều người chuyên gia đặt cho chúng tôi khi chúng ta xây dựng cái chương trình chú uh, chú trọng vào ada thì người ta hỏi rằng là các anh lựa chọn là, 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 là ada tức là lựa chọn trọng tài và hòa giải liệu rằng đấy có phải là đích hướng tới nghề nghiệp cho các bạn hay không À, thưa quý vị là chúng tôi nghĩ rằng là về để trở thành trọng tài hoặc hòa giải viên thì chúng ta sẽ thấy đòi hỏi nó thời gian kinh nghiệm tích lũy lâu nhưng mà ở đó khi mà chúng ta đào tạo các kỹ năng và đặc biệt kỹ năng của hòa giải viên thì nó sẽ giúp cho người học của chúng ta có được à, xây dựng được một cái à, chuẩn bị những cái đức tính mà tôi nghĩ rằng rất cần thiết cho nghề luật đấy lý do tại sao mà khi à, chúng tôi à, lựa chọn một cái chương trình mới chúng tôi đã chú trọng và cái phương thức AIDA. Vâng, xin hết ạ. À, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Công Anh Bảo. À, anh Bảo đã vừa chia sẻ cho chúng ta cái bức tranh chung về về tình hình đào tạo, về hòa giải thương mại tại các trường đại học qua cái khảo sát đã được thực hiện. Thì chúng tôi nghe và uh, bài trình bày của anh Bảo thực sự là cũng cũng đã từng được nghe rồi thì hôm nay thì nó nó thấm hơn nữa tập trung vào câu chuyện về hòa giải thương mại thì nếu mà quý vị còn nhớ thì hồi hồi giữa tháng 6 năm 2020 đấy thì nó nhân cái tuần lễ trọng tài và hòa giải thì cái tuần lễ đấy thì cái sự kiện đầu tiên của cái chuỗi các sự kiện thuộc tuần lễ đấy là là tập trung vào đào tạo thì chúng ta cũng đã được nghe những cái thông tin nhất định và tại đó thì cũng có các đại biểu cũng đã chia sẻ và ở đây nó cũng sẽ có một cái điểm mà chúng ta lát nữa có thể cũng thảo luận là ở cấp bậc đại học thì thì tập trung vào chuyện gì, tập trung vào việc đào tạo kiến thức thôi hay là cả thêm các vấn đề về kỹ năng nữa thì những cái này chúng ta có thể là hôm nay là là, là ra một cái với với tập, tập thể chúng ta khoảng 60 người ở đây thì thống nhất một quan điểm, coi như là cái cuộc khảo sát ngày hôm nay để thống nhất là chỉ là kiến thức thôi hay kỹ năng nữa thì tôi xin xin phép là một phiếu đầu tiên của tôi là có lẽ là chỉ chỉ là kiến thức thôi nhưng mà kiến thức lại ở cái 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 phần như anh bảo cũng nói là cái phần phần tâm huyết của các thầy cô ấy là có như kiểu là nếu mà uh, môn này là bắt buộc hay tự chọn thì mặc dù có thể buộc phải đưa vào cái mục tự chọn nhưng mà cái cách nói chuyện của các thầy cô nhau để các bạn ấy thấy là là việc chọn như thế là là nó hiệu quả rất tốt cho các bạn ấy không những chỉ vấn đề của kiến thức mà vấn đề cái môn hòa giải nó còn lan tỏa ra cái thái độ tinh thần của những người gọi là người làm các nghề luật khác nhau sau này thì chúng ta ở đây là rất nhiều người đã được trải nghiệm các khóa học về làm hòa giải viên thì thấy một cái điểm mà mà qua học thì chúng tôi mới vỡ ra là thực sự là cái môn hòa giải này nó không chỉ nó không chỉ là chỉ là một cái phương thức giải quyết tranh chấp nó không chỉ là đào tạo về kiến thức với cả các cái kỹ thuật để cho một cái vụ việc tranh chấp mà ai mà cứ hấp thụ nó một cái thì tự nhiên nó như là phát triển bản thân ấy là một cái người nó tốt đẹp hơn thì cái đấy thì 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 nó làm cái điểm mà 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 sự sự thật là cứ trải nghiệm thì mới thấy vậy là câu chuyện là chưa được trải nghiệm thì lại chưa thấy thế thì vậy là các thầy cô là những người đi trước thì sẽ giúp giúp cái việc là truyền cái lửa đấy truyền cái tinh thần đấy tới các bạn sinh viên rất là còn đang còn còn đang trẻ còn đang chưa biết còn đang còn có những phân vân trong việc chọn cái môn nào thì đấy là một cái ý mà tôi xin phép là 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 là, là, là gọi là bình luận một chút sau phần trình bày của anh Bảo xin trân trọng giờ. cảm ơn anh rất là nhiều. À, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ mời um, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá bình thì uh, tất nhiên uh, phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bá bình trong phạm vi công tác của mình là trưởng khoa pháp luật thương mại quốc tế của của trường đại học luật hà nội thì sẽ chia sẻ về cái hiện trạng đào tạo về môn hòa giải thương mại tại trường của ta thì tôi cũng chỉ lại một tí bình luận trước cái này là tôi thấy anh có chữ quốc tế thì đúng là hòa giải thương mại này là quốc là, tế là 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 có vài cái nét nó rất là phù hợp cái nét phù hợp mà chúng tôi xin bình luận đầu tiên là thế này là bản chất của hòa giải thương mại thực ra là chúng ta là một cái phương thức mà chúng ta nhập khẩu từ nước ngoài rồi chúng ta điều chỉnh ở Việt Nam đúng không? khi mà làm nghị định 22 cũng là học các cái vấn đề pháp luật của nước ngoài để ra làm ra cái nghị định hai chúng ta thứ hai là thực tế sử dụng tại trung tâm hòa giải Việt Nam thời gian qua đấy thì rất nhiều vụ là có yếu tố nước ngoài trong đó có vụ lại có cả hai bên là nước ngoài trong đó có vụ là có cả luật sư là người nước ngoài và trong đó có vụ là có cả hòa giải viên là người nước ngoài thế thì uh, uh, không không phải là loại trừ là các vụ mà chỉ có hai doanh nghiệp Việt Nam đâu nhưng mà sự thật là cái cái sự hiểu biết cái thói quen sử dụng ADA và cụ thể là hòa giải thương mại của những doanh nghiệp nước ngoài của những doanh nghiệp FDI ở Việt Nam đã có từ trước cho nên là họ đưa cái đó họ uh, đề xuất ra với đối tác Việt Nam của họ và và đã thành những cái vụ việc Thế thì ở đây thầy Bình sẽ đào tạo một các uh, luật sư tương lai đúng không ạ? Các hòa giải viên, các trọng tài viên là cụ thể trong phạm vi của mình như vậy thì một thông tin nữa thôi để cái này để nhấn mạnh để thầy Bình giúp chia sẻ nó sâu một tí là là chúng tôi thì cũng cũng đã từng tới trường Đại học Luật Hà Nội để chia sẻ một số cái hội thảo chỉ chuyên về chuyện hòa giải này thôi, từ những cái thuở 2018 19 xong trường ta lại còn có cả đề tài khoa học cấp trường cũng rất là nhiều môn trong đó có cả một cái chuyên đề về hòa giải thương mại thế cũng khá khá rồi còn giáo trình thì thì không hiểu là đã có riêng một cái giáo trình về hòa giải thương mại hay là ở một phần nào hay là giải rác trong các phần nào thì sau đây chúng ta sẽ xin được nghe câu chuyện từ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn Văn bình à, xin kính mời mời anh bình ạ vâng cảm ơn anh đạt quyền giám đốc của vmc đã cho phép tôi biểu à, kính thưa giáo sư tiến sĩ đỗ văn đại kính thưa phó giáo sư tiến sĩ trần văn nam kính thưa tiến sĩ hà công anh bảo và tiến sĩ nguyễn thị văn anh à, thứ nhất là tôi cũng rất vui mừng để được tham gia cái hội thảo ngày hôm nay và cũng xin thưa với lại tất cả các quý vị cùng các thầy cô các anh chị em và các bạn cùng tham gia cái buổi hôm nay là khi mà tôi nhìn thấy chúng ta rất là đông đủ ở đây thì quả thực là tôi cũng thấy rất là vui mừng cho cho cái sự nghiệp đào tạo hòa giải ở Việt Nam và có lẽ cũng là cũng là triển vọng cho cho cái sự phát triển của phương thức hòa giải ở ở tại Việt Nam này. Sau khi nghe cái bài trình bày của tiến sĩ Hà Công Anh Bảo thì tôi thích nhất tôi bày tỏ cái sự đồng tình và cũng rất cảm ơn tiến sĩ Hà Công Anh Bảo đã có một cái bài giới thiệu bao quát bao quát hết cái phần thực trạng đào tạo về hòa giải ở tại Việt Nam mà tính cho đến thời điểm hiện nay, à, đây đây là một công việc cũng là khó và anh bảo trong một khoảng thời gian rất ngắn cũng đã tóm được rất nhiều cái thông tin rất quan trọng à, với cái 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 việc đào tạo về hòa giải thương mại ở tại Đại Luật Hà Nội à, thì với cái cái phần mà anh 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 đạt có đạt ra đó thì tôi thấy thế này tôi có mấy cái nhận định thế này trường luật thì đến nay từ khi thành lập năm 1979 đến nay thì cũng đã qua 43 năm đang ở năm thứ 43 đào tạo và đào tạo ở tất cả các cái cấp độ từ cử nhân đến thạc sĩ đến tiến sĩ và nếu mà nhìn vào cái quá trình đào tạo như vậy thì trường luật cũng là một trường mà sớm chú trọng đến cái đào tạo về hòa giải thương mại thế nhưng mà cái cách mà chúng ta tiến hành đào tạo thì chắc là cũng giống với lại nhiều cơ sở đào tạo ở tại Việt Nam đó là chúng ta khởi nguồn bằng cái việc đào tạo hòa giải bằng cách lồng ghép nó vào trong các cái môn học vào trong các cái môn học nhất định chứ không phải là bằng cách tạo ra một môn học độc lập thì cái điều đó nó cũng cũng khá là dễ hiểu thôi bởi vì đặt trong một chương trình đào tạo nó rất là truyền thống khi mà chúng ta xoáy vào những cái môn học khá là quen thuộc thì ADA nói chung tức là các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án nói chung cũng như hòa giải nói riêng thì nó là nó có sự phát triển khá mới ở Việt Nam này dù trên thế giới thì nó cũng không còn mới nữa nhưng mà khá mới ở Việt Nam thế thì thực tiễn cuộc sống nó mới như vậy thì cái đào tạo nó cũng trở thành mới là là chuyện đương nhiên và khi nó mới thì việc đầu tiên chúng ta lồng lồng ghép vào và ở đào luật Hà Nội thì các chương trình đào tạo đã lồng nó vào một số cái môn học mà cũng rất quan trọng đó là ví dụ như là lồng ghép nó vào luật thương mại lồng ghép nó vào luật uh, thương mại quốc tế lồng ghép nó vào tư pháp quốc tế và như vậy trong một cái chương trình dạy học của một môn học có rất nhiều cái cấu phần khác nhau rất nhiều cái bài giảng khác nhau thì nó có những cái phần giảng có những bài giảng có những tiết giảng thì tập trung về hòa giải thương mại và như anh đạt cũng có nói là hòa giải thương mại hòa giải thương mại quốc tế thì thì chúng ta cũng hiểu rộng theo cái hướng đó thế thì cái cách đó là cái cách phổ biến và đã triển khai ở các cái cấp độ đào tạo kể cả cử nhân, lẫn, thạc sĩ và và những cái môn tự chọn dành cho tiến sĩ nếu mà đề tài tiến sĩ có liên quan thì cũng đã có những cái môn học dành cho tiến sĩ tất nhiên tùy vào từng cái nghiên cứu sinh tùy từng đề tài thì thì cái lồng ghép đó thì thì cũng đã lồng ghép xưa nay à, và tôi cứ cho, tôi tôi cho là cũng cũng khá hiệu quả thế nhưng đánh nhầm cái khách quan ấy thì thì so với trọng tài thì hòa giải cái việc lồng ghép vào trong các cái chương trình dạy học như vậy thì nó 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 cũng ở cái mức độ hạn chế hơn hạn chế hơn thế thì gần đây thì thì bắt đầu các chương trình dạy học đã có những cái môn học tự chọn các chương trình đào tạo có những môn học tự chọn nhiều hơn thì đại học Đoàn hà nội thì cũng đã sớm đưa ra những cái môn học tự chọn mới mà xoáy vào cái ADA nói chung thì trong đó uh, ví dụ như là luật thương mại quốc tế thì chúng tôi cũng đã đưa ra một loạt cái môn như môn về bút code rồi môn về uh, các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hay là trong chương trình luật thương mại quốc tế thì chúng tôi có một cái môn về môn bắt buộc về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế dạy 15 tuần thì trong đó cũng dành uh, thi thời lượng khoảng độ 2 đến 3 tuần 2 3 tuần và mỗi tuần thì có khoảng độ 4 đến 6 tiết 4 đến 6 tiết giảng để dạy cho các em sinh viên thì như vậy thì cũng đã có nhưng mà nhìn chung mà nói thì rõ ràng so với trọng tài thì nó cũng đang ở mức độ hạn chế hơn thì đó là cái cảm quan đầu tiên của tôi khi mà tôi nhìn trở lại các cái chương trình đào tạo của trường đào quản hà nội ở các cái cấp độ khác nhau thế còn nhận xét của tôi thì tôi như tôi vẫn nói rằng là tôi cho rằng là đúng là nó có có hạn chế hơn nhưng mà nó cũng là một cái bước đi nó phù hợp với lại cái diễn tiến của cái thực tiễn giải quyết tranh chấp và sử dụng cái phương thức hòa giải này của các doanh nghiệp doanh nhân thì đó là về cái, cái, cái nhận xét qua như vậy thế còn lại nếu nói về cái, cái, cái nhu cầu và cái, cái khả năng phát triển chương trình đào tạo thì tôi cho rằng là càng ngày thì thì rõ ràng hòa giải càng phát triển và chúng ta thấy vị thế của của hòa giải cũng càng tỏ ra nổi trội trong cái tính so sánh với các cái phương thức giải quyết tranh chấp khác càng ngày càng cái doanh nghiệp doanh nhân họ để ý chuyện này hơn và anh đạt cũng đã nhiều lần nhiều chương trình anh nói về những cái lợi thế đúng là phương thức nào cũng có những lợi lợi thế khác nhau và nó tùy vào cái bối cảnh của tranh chấp mà chúng ta nên sử dụng phương thức gì chứ không có nghĩa là trọng tài là số 1 không có nghĩa là tòa án là số 1 hay là không có nghĩa là thương lượng là số 1 mà có thể là bất kỳ phương thức nào thì tôi cho rằng với cái, cái diễn tiến của cái thực trạng về giải quyết tranh chấp như vậy và việc sử dụng của các thương nhân như vậy thì thì cái nhu cầu đào tạo càng ngày càng 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 nhiều lên và cái việc mà VMC cũng đã chú trọng để tổ chức các cái diễn đàn như là diễn đàn ngày hôm nay tôi cho là cũng một cái động thái rất tốt để giúp cho các cái cơ sở đào tạo các cái giảng viên và cũng như các học viên các các, các học viên ở các cấp độ khác nhau thì nhận thức được cái tầm quan trọng và 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 cái qua đó chúng ta có thể hoàn thiện hơn các cái chương trình đào tạo và đối với lại cái phương thức này phương thức hòa giải này thì đó là cái ý ý đầu tiên mà nói về chương trình chính thức thế còn tôi vẫn hay nói về câu chuyện là thực ra chương trình đào tạo bây giờ chúng ta phải hình dung nó không chỉ là những cái chương trình với những môn học bắt buộc hay tự chọn chúng ta cần phải nhìn rộng ra là đào tạo nó còn là những cái môn học ngoại khóa và nếu chúng ta nhìn rộng ra là các môn học ngoại khóa các chương trình ngoại khóa thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc xác định đào tạo về hòa giải như cái chủ đề ngày hôm nay có lẽ không chỉ dừng lại ở bàn về mấy môn học hay là giáo trình, giáo trình thì thôi anh, anh 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 bảo cũng đã nêu rồi và các đề tài nghiên cứu cũng có rồi. Thế nhưng mà tôi nói là chúng ta nhìn xa hơn một chút và tôi cho là thực dụng hơn và có lẽ là càng ngày càng được nhiều em sinh viên và nhiều học viên cũng như là những cái người làm thực hành luật quan tâm nhiều hơn đó là các cái cuộc thi. Các cuộc thi về 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 hòa giải. Thì tôi cho rằng là nếu chúng ta làm được những cái chương trình như thế và cho các em và và cho chính các cái hòa giải viên và cũng như doanh nghiệp doanh nhân luật sư đó những người thực hành luật người ta quan tâm người ta có thể tham gia vào đó vào những cái hoạt động có liên quan đến cuộc thi thì tôi nghĩ càng ngày thì cái, cái 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 gọi là kiến thức tri thức về hòa giải nó nó sẽ càng thấm sâu hơn nữa thấm đậm hơn nữa về cái tình yêu đối với hòa giải và cái 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 nhận thức rồi cái vận dụng hiệu quả đối với hòa giải nó sẽ càng ngày càng tăng lên và nếu nhìn trở lại thì thì thấy rằng là ở Việt Nam này chúng ta chúng ta tổ chức rất nhiều cuộc thi cũng đã tổ chức được rất nhiều cuộc thi về hòa giải à, xin lỗi về trọng tài thế nhưng mà hòa giải thì thì tôi quan sát không biết là tôi có nói sai không nhưng hòa giải thì tôi quan sát thì đến đến giờ phút này ở Việt Nam hình như cũng chưa có một cái cuộc thi nào và vì thế vì thế trong một cái nỗ lực gọi là thôi thì cũng cũng phải cũng phải đi từ những bước đi đầu tiên thì VMC và 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 khoa pháp luật thương mại quốc tế thì trên cơ sở sự đồng ý của lãnh đạo hai cái đơn vị chủ quản đó là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC và Đại học Hà Nội thì chúng tôi cũng đã khởi động cái điều này cũng đã được truyền thông một số lần. Và hôm nay thì cũng xin đề cập lại chúng tôi đã đã khởi động cái cuộc thi đầu tiên về hòa giải thương mại thì ở Việt Nam mà chúng tôi gọi là hòa giải thương mại quốc tế bởi vì chúng tôi mong muốn là cái quốc tế này ở hàm mấy nghĩa thứ nhất đề thi nó sẽ cũng là một cái đề thi mang về một cái vụ việc nào đó có cái tính chất quốc tế là một hai nữa là những người tham gia vào cái cuộc thi này gồm có cả những cái giám khảo và những cái những 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 người khác có liên quan có thể là những cái volunteer nào đấy thì có thể là người nước ngoài và đề thi cũng sẽ là đề thi tiệm cận đến những tiêu chuẩn của các cuộc thi nước ngoài quốc tế và vì vậy cho nên là ngôn ngữ thi thể lệ cuộc thi cũng hoàn toàn bằng tiếng anh bởi vì nếu chúng ta làm tiếng việt thì chúng ta không thể mời giám khảo nước ngoài được và hai nữa là cái, cái 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 tiệm cận quốc tế mà chúng ta nói có lẽ tiệm cận đầu tiên là là phải tiệm cận bằng ngôn ngữ và bây giờ chủ yếu là các cuộc thi phổ biến có thể tất nhiên họ có thể thi bằng những cái ngôn ngữ khác nhưng ngôn ngữ phổ biến thì vẫn là tiếng Anh thế và vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã khởi động cuộc thi này và và trong cái cái phần công bố thì anh đạt anh sẽ bên VMC sẽ công bố kỹ hơn thông tin sâu hơn một chút ở những cái, cái phần tiếp theo hoặc là chúng tôi sẽ có những một cái diễn đàn khác thế nhưng mà để nói rằng là cái cuộc thi đó nó sẽ có một cái vai trò là khích lệ cho cái tinh thần đào tạo mang tính chất ngoại khóa đối với lại sinh viên đối với học viên về cái hòa giải này và thực tế là Việt Nam chúng ta tôi quan sát thì không chỉ đào luật Hà Nội mà một số cơ sở khác cũng đã cử các em sinh viên đi thi các cuộc thi về về hòa giải và cuộc thi mà chúng ta vẫn hay thi là thi ở Singapore thì đây cũng là một trong hai cuộc thi tôi cho là một trong hai cuộc thi cùng với cuộc thi của ICC hai cuộc thi có lẽ là uy tín nhất về hòa giải thương mại hiện nay trên thế giới và và như đọc luật Hà Nội thì chúng tôi cũng cử 3 năm nay từ năm năm 2020 rồi năm 99 năm 2019 và năm 2021 thì thì cả ba năm thì các em đều thi và cũng đã được va chạm với các đội thi trên thế giới với các giám khảo những cái hòa giải viên tốt trên thế giới để ngoài cái chuyện đạt giải các em cũng đã đạt các cái giải quy chương vàng quy chương bạc quy chương đồng thì thì thường xuyên và ổn định thì thì các em qua đó các em có thể học hỏi được nhiều hơn và tôi nghĩ là là bản thân chúng tôi những người làm thầy tham gia cùng các em chúng tôi cũng học hỏi được nhiều hơn xin hết vâng xin cảm ơn thầy Bình uhm, thầy Bình có cung cấp một thông tin rằng để khẳng định rằng là tháo giáo trình bây giờ đang chưa có và cái gì mới thì chúng ta theo phương pháp đầu tiên là lồng ghép nhưng mà cũng có cái tinh thần là định hướng lồng ghép vào rất nhiều nơi phù hợp rất nhiều cái môn cái phần phù hợp và thầy bình cũng nói đến cái việc là có tổ chức cái cuộc thi với cái việc cuộc thi là để thu hút những cái sự chú ý đầu tiên là thu hút sự chú ý nhưng mà sau đó là nó không chỉ dừng lại ở cái vấn đề kỹ thuật nữa mà từ đó là thấy thích nó thấy thích cái phương thức này và thấy hiệu quả của phương thức này Đấy thì thì hình thức của chúng ta là một cuộc thi. Cái phần cuộc thi thì tôi cũng xin phép là theo ý của thầy Bình thì đến phần 2 thì cũng sẽ xin chia sẻ thêm một số thông tin. Thế thì cảm xin cảm ơn thầy Bình rất là nhiều ạ. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị được nghe sự chia sẻ từ giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại từ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà ở đây thì giáo sư đại thì là người quá nổi tiếng rồi. Thực ra ở đây ai cũng nổi tiếng cả nhưng mà có lẽ thì giáo sư đại là nổi tiếng nhiều là bởi các cái quyển sách của ông về các vấn đề về về trọng tài thương mại tại Việt Nam như là nhiều sách nhất ạ, à, nhiều sách nhất thì và không phải là là lúc cũng trọng tài đã và đang phát triển như hiện có thì thì giáo sư mới có sách mà từ cái thủa chưa phát triển lắm. Thì cũng đã viết sách Vậy thì một trong các nội dung Cũng rất muốn giáo sư chia sẻ Là bây giờ hòa giải thương mại Chưa có giáo trình đây Sách thì ít đây Thì giáo sư xem thế nào Mà có thể có được quyển sách Để nó kích hoạt chuyện này Như 10 năm trước Thủa ban đầu cái quyển Về trọng tài thương mại Việt Nam Năm 2010 Một giáp trước thì chính xác hơn đúng không ạ đã, đã là một trong các cái tác động tích cực Về mặt uh, nguyên liệu và 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 động lực để cho cái sự phát triển của cái phương thức trọng tài thương mại cho đến giờ phút này thì hòa giải thương mại nó mới mẻ nó đang còn thiếu thốn thì ngoài góc độ chia sẻ thông tin tại trường đại học luật thành phố hồ chí minh thì cái cái góc độ về viết sách viết giáo trình và các vấn đề về viết khác và vụ việc và các thứ khác thì thì với tất cả cái kinh nghiệm của mình thì thì xin nhờ giáo sư giúp chia sẻ thêm cái phần đấy nữa à, xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ đỗ văn đại ạ cảm ơn anh đạt xin chào các anh chị thực ra về cái tình trạng giảng dạy và nghiên cứu về hòa giải ở trường đại học luật thành phố hồ chí minh thì tôi không phải cái người mà thực sự đúng cái vị trí để để nói hơn bởi vì là tôi là bên khoa luật dân sự thì bên khoa luật dân sự chủ yếu để tập trung nếu ở góc độ tố tụng thì lại tập trung vào tố tụng tại tòa án. còn cái phần giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thì hiện nay lại do hai khoa tương đối cạnh tranh lẫn nhau để dạy để giảng dạy đó là pháp luật quốc tế dạy về có cái môn riêng về trọng tài trong đó có đan sen về hòa giải và pháp luật thương mại thì có cái môn giải quyết tranh chấp à, ngoài tòa án, thì trong đó có hòa giải thế nên là tôi cũng hơi 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 khó để nói là đại diện trường đại học luật thành phố hồ chí minh để nói về việc giảng dạy hay đào tạo về hòa giải tuy nhiên qua quan sát với tư cách là cái người cũng làm việc với trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh từ rất lâu rồi, tham gia vào hội đồng khoa học từ lúc tôi mới về Việt Nam năm 2007, năm 2008 tôi đã tham gia rồi thì tôi thấy đây cái việc giảng dạy về hòa giải ở Việt Nam ở trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh chưa phải là cái mà chúng tôi có thể đưa thành cái khuôn mẫu, đó. bởi vì thực chất hòa giải hiện nay chưa có cái môn riêng và hòa giải hiện nay cũng chưa có một cái giáo trình riêng như trọng tài báo cáo anh đạt là có lẽ là trọng tài trường đại học, học thành phố hồ chí minh là một trong trường mà có nhiều tài liệu nhất về trọng tài ở đây anh bình có thể không không nói là không hài lòng nhưng mà tôi dám với từ kinh nghiệm của tôi thì ở trọng tài thì có lẽ là nơi mà có nhiều tài liệu nhất về trọng tài có lẽ là đại học, học, học phố hồ chí minh hiện nay ở việt nam nhưng hòa giải thì tôi không dám khẳng định như vậy bởi vì hiện nay hòa giải thì chưa có một cái quy giáo trình nào riêng về hòa giải chưa có chuyên khảo riêng về hòa giải và tôi cảm giác thì những trường luật thành phố như mình cũng chưa có một cái hội thảo riêng về hòa giải chuyên về hòa giải nào đó cho nên là phải nói là cái đào tạo thì chưa có môn riêng tài liệu thì có chưa có những cái tài liệu chuyên khảo về hòa giải vì vậy cái thực trạng này theo tôi nó cũng không không tiến bộ gì hơn thì nhỉ so với chỗ anh Bình đâu à, nguyên nhân thì thực chất rất đơn giản thôi à, lượng học tập thì ít cái đòi hỏi về kiến thức pháp luật thì nhiều vì vậy hòa giải nó không có nhiều cái vị trí để được ưu tiên hơn so với những các phần khác vì vậy hòa giải hiện nay chủ yếu là đang xem trong các môn đang tồn tại chẳng hạn khoa luật thương mại tôi có hỏi thì có cái môn giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toán thì trong đó họ có giải hai hoặc ba tiết lý thuyết về hòa giải còn về khi giải về giảng dạy về trọng tài thì ở chương trình về trọng tài ở cử nhân cũng như bản thân ở khoa luật dân sự có cái môn tự chọn là giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì chúng tôi cũng chỉ đan xen vấn đề hòa giải trong tố tụng trọng tài với cái môn trọng tài thôi vậy chỗ lại thì hiện nay chưa phải là cái điểm nhấn ở trường đại học Hồ tp hcm trong việc đào tạo cũng như nghiên cứu về hòa giải anh đạt có gợi ý về sách thực chất là thực chất là trong một cái lĩnh vực nào đó chúng ta không có sách thì khó phát triển phải có cái người nào đó gợi ý vấn đề phải có cái người nào đó có cái tài liệu để người khác đọc thì như anh đạt nói là năm 2010 2011 ở Việt Nam chưa có cái sách chuyên khảo nào về gì nhỉ về trọng tài thì cá nhân tôi lúc đấy cũng mạnh dạn có hai cái tài liệu một là tuyển tập các cái bản án quyết định của tòa án về trọng tài đây là cái bản đạp đầu tiên để cho thế giới luật học bắt đầu quan tâm tới trọng tài thông qua án sau đó thì tôi có biết cái cuốn sách chuyên khảo với thầy Hải liên quan đến pháp luật về trọng tài Việt Nam thì từ cái đấy tôi thấy là cũng có một cái tác động rất lớn ví dụ việc, mỗi lần có thế nhỉ vấn đề về trọng tài thì hay soi trong cái cuốn sách của tôi nhiều luật sư cũng soi những cuốn sách đấy để đi làm việc với khách hàng hay đối tác của mình thì đấy là cái cách để chúng ta lan tỏa một cái lĩnh vực mới tới cộng đồng luật cộng đồng doanh nghiệp và sau này thì tôi có thêm hai tập bình luận án về trọng tài xuất bản năm 2007 thì cũng này có hết rồi chúng tôi cũng đã tôi cũng đang chuẩn bị tôi nhỉ, tiến hành để viện à để tái bản. Và hiện nay tôi cũng đang soạn một cái cuốn này chắc là tháng 6 hoặc tháng 7 các anh chị sẽ có trên thị trường đó là phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thì đấy là những thứ mà chúng ta thấy là gì? Phải có sách, phải có tài liệu. Thì cái độ lan tỏa nó mới cao được, mới nhanh được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ có nghị định, chỉ có luật thì theo tôi cái ý tưởng hay cái tinh thần nó khá giới hạn vì vậy quay lại với hòa giải cái hòa giải hiện nay thực chất cái khung pháp lý của chúng ta cũng tương đối ổn hòa giải ngoài tố tụng đúng nghĩa theo là ngoài tố tụng thì chúng ta có cái nghị định 2017 ở hiện đâu có thể các anh có thể nâng cấp nó lên còn hòa giải trong quá trình tố tụng thì cũng có những cái nghiên cứu thì hiện nay chúng ta thấy không pháp lý nó ổn nhưng mà sách về nó thì đúng là hiện nay chưa có anh đạt là cái nơi mà có cái tiềm năng lớn nhưng anh đạt vẫn chưa thì nhỉ có một uh, cái kế hoạch để viết một cuốn sách này chúng ta hình như cách đây khoảng độ năm thì đó cũng có một cái tọa đàm nho nhỏ nội bộ bàn về viết sách về hòa giải tôi nhớ phải anh đạt đúng không cách đây không lâu khoảng độ năm thì đó nhưng mà cái cách các anh đưa ra vấn đề ấy, cho tôi là nó không hiệu quả các anh cứ năng xê lên và các anh cứ gợi ý là người này đứng ra chủ biên người khác không đưa chủ biên và tôi nhớ nhờ anh đạt có gợi ý là trên đại làm chủ biên thì có người khác mà thôi không cần anh đại đâu nói thật anh đạt anh đạt mời tôi chưa chắc là tôi đã đứng ra chủ biên chứ còn không phải là gàn nhưng mà cuối cùng là cứ tung và hứng và gàn như vậy cuối cùng hậu quả là hiện nay chưa có cuốn sách nào cả không có cuốn sách nào cả cho nên là chúng ta phải thực sự đầu tư và muốn đầu tư thì chỗ anh đạt chắc có con lẽ cũng phải là cái cơ quan mà bộ vận mà để nhà nên có những cái định hướng mạnh lành mạnh à, gọi là câu là, là, là rõ ràng và tôi nghĩ rằng anh đạt bộ phận anh đạt không thể tự viết được cuốn sách này. tôi dám khẳng định viac tôi biết rất nhiều cho viac viết tự một cuốn sách tôi dám khẳng định các thành viên của viết không thể viết được trong đó có hòa giải vì vậy để có cái sách về hòa giải sách chuyên khảo hay là sách tình huống hay cái gì đó buộc phải nhờ các chuyên gia này. và anh cũng không ngại gì làm mất lòng một vài chuyên gia một vài cái chuyên gia và anh chắc chắn anh chỉ định phải mời một cách thực sự là gọi là trân trọng thì may ra anh ta có một cái cuốn sách về hòa giải chứ còn ấy, kiểu như cái cuộc họp lần trước tôi rất ấn tượng người này nói là mời thầy đại không phải là tôi nhắc để tôi nói đâu người ấy nói là không cần đâu tôi tự làm được chúng tôi đã coi sẵn này tôi nói thật đối đạt làm được việc đấy nếu mà cái kiểu là uh, làm hài lòng tất người này và không sợ uh, không sợ là mất lòng người khác thì đấy là cái mà tôi muốn nói yêu là gì phải quyết tâm và phải có người dẫn dắt anh đạt là... đấy là một vài cái lưu ý nên tôi tôi cũng muốn là hòa giải nó phát triển lắm chứ. nhưng mà hiện nay chưa thực sự phát triển một phần là do đào tạo một phần là do chưa có tài liệu thì đấy là mấy cái ý nhỏ anh ạ trong trong ý nhỏ của giáo sư đại thì có một ý rất lớn là 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 sách là quan trọng tức là ấn bản viết là quan trọng và ví dụ cho cái phương thức gọi là anh của hòa giải thương mại chính là trọng tài thương mại đã đã một phần minh chứng cho việc đấy thì uh, VMC là em bên em nữa cá nhân em thì tiếp thu gì đấy và sau cái sự kiện hôm nay sau cái chương trình ngày hôm nay cũng sẽ nghiêm túc để suy nghĩ và và để cùng bàn để thực hiện cái 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 việc là cố gắng để ra được một quyển sách về cái này cũng chưa chưa dám hứa trước trước tập thể ở đây nhưng mà cái cái định hướng là mong muốn là như vậy anh đại ạ. thì thì um, một một trong các cái nội dung nữa mà 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 giáo sư đỗ văn đại cũng có nói mà dùng từ rất là dí dụm là từ ở, ở trường của giáo sư thì có hai nơi là cạnh tranh dạy về môn hòa giải thương mại. Thế thì cái câu chuyện cạnh tranh này thì nó là cách cách nói đùa thôi chứ thực ra là là có giải rác cũng như cái tư tưởng lúc nãy của của thầy Bá Bình là, là là lồng ghép, đúng không? Lồng ghép vào những cái môn khác. Thì cái vấn đề là chỗ Ờ, với việc đi với việc gọi là đào tạo thì có lẽ là dù là cạnh tranh thì đấy là cạnh tranh về hoặc là dù là khác nhau là khác nhau về cái cách thể hiện thôi chứ còn có lẽ cũng rất là mong muốn là thầy đại ở giữa thì cũng cũng với tư cách là hòa giải viên uh, VMC cũng với tư cách là những là nhà nghiên cứu thì cũng xem thế nào thì ở khuôn khuôn khổ của khuôn viên trường của thầy ở đường Nguyễn Tất Thành thì thì thầy giúp là làm thế nào để nó hài hòa hóa và nó tối ưu hóa hơn cái cái nội dung về học liệu để cho các bạn sinh viên của hai cái khoa đấy thì họ ít nhất là học liệu là họ, họ, họ giống nhau đi về cái môn hòa giải thương mại. Còn khi mà các thầy nhất định mà mà chia sẻ với các góc nhìn khác ừ. nhau thì có thể nó khác một chút thì thì cái đấy cũng chỉ là là một cái bình luận nho nhỏ của em ở cái phần mà thầy đại có chia sẻ thôi. Thì uh, em xin trân trọng rất là cảm ơn uh, phần phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại. Thì uh, tiếp theo chương trình uh, thì uh, là phần gọi là phần phần cuối của của phần mà các uh, uh, thầy ở bậc đại học và cao học và và và, và kể cả tiến sĩ nữa của các trường đại học trình bày thì ở đây chúng ta sẽ được lắng nghe các thông tin từ phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam là trưởng khoa luật của trường đại học kinh tế quốc dân. Tất nhiên thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam thì cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng, quen thuộc với nhiều kinh nghiệm trong vụ việc trọng tài tại vi có kinh nghiệm nhiều trong cái việc việc tham gia các việc hòa giải các cái thảo luận về các cái cuộc họp cũng như là các làm ra các cái sản phẩm cho trung tâm hòa giải VMC. Đặc biệt cũng có một cái đặc điểm là cũng được biết đến là 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 với tư cách là trọng tài viên thì thầy Nam cũng đã tự hào kể rằng là có rất là nhiều vụ thầy đã giúp thế nào đó mà dùng các kỹ năng các hòa giải hoặc là các cái tâm thế của người hòa giải viên tâm thế thôi ạ à, chứ không phải là cái áo hòa giải viên để để hòa giải thành rất là nhiều vụ việc trong các cái vụ trọng tài thì ở đây thì cũng xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ trần văn nam thì trước hết thì cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin về trường của thầy nhưng mà tiếp theo thì cũng quan trọng nữa là một số các cái thông tin mang ý nghĩa là vậy thì để hòa giải thương mại nó phát triển thì tâm thế của các thầy cô nên là ra sao các luật sư đang tham dự Zoom thì nên là như thế nào và một số bạn sinh viên nữa thì cũng được thầy sẽ nhắn nhủ là như thế nào ạ? xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam vâng xin cảm ơn uh, quyền giám đốc Phan Trọng Đạt uh, tiếp nối cái phần của tôi thì đã có ba đồng nghiệp chia sẻ thì đầu tiên là, là tiến sĩ Bảo uh, trường đại khoa thương thế rồi sau đó là tiến sĩ Bình uh, phó giáo sư Bình ở đại học luật uh, và giáo sư Đại ở đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh uh, ở đây thì uh, tôi cũng muốn giới thiệu với chúng ta là khoa luật của đại học kinh tế quốc dân thì cũng bước sang năm thứ 19 tức là sang năm là tuổi 20 là tuổi thanh xuân. Như vậy là tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của của cuộc đời không ạ? Thế thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập khoa luật tại đại học kinh tế quốc dân. Thế thì trong 20 năm đấy thì cái hành trang của các sinh viên thì thông thường là sẽ có một số cái nội dung về về ADA À, thì cũng ở nhân đây thì cũng phải à, phải chia sẻ để cho th thầy Đại cũng cảm thấy là vinh dự là chúng tôi cũng đã sử dụng à, cái tài liệu chính thống của 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 trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì một trong cái cái cuốn đó là cái cuốn mà thầy Đại và thầy Hải xuất bản năm 2011. Thế còn hiện nay thì chúng tôi đã sử dụng cái giáo trình pháp luật trọng tài thương mại của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí à, Minh do nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2021, tức là mới cách đây có có hai có năm thôi. À, thì chúng tôi cũng thấy rằng là có những cái cơ sở đào tạo đi đầu như là Đại học Luật Hà Nội hay Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thì các cái cơ sở còn trẻ như chúng tôi thì cũng được hưởng lợi rất rất là tốt. À, xin cảm ơn các đồng nghiệp đi trước. À, thế còn quay trở lại thì Đại học kinh tế quốc dân à, chúng tôi bắt đầu đào tạo cử nhân thì cách đây 19 năm nhưng mà đào tạo thạc sĩ luật thì mới cách đây có 7 năm tức là từ năm 2015. Như vậy thì 7 năm qua thì chúng tôi cũng đã đưa vào trong chương trình một cái môn học là môn giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. môn này thì chúng tôi đã đã giới thiệu ba cái 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 module trong đó có cái module à về các cái phương thức để giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và trong đó thì có phương thức hòa giải thương mại là một trong ba module và cái toàn bộ cái học phần này kéo dài 45 tiết dành cho cao học luật kinh tế và cái mô đun hòa giải thương mại thì kéo dài 15 tiết như vậy trong 15 tiết đó thì cũng không không nhiều lắm thì chúng tôi có 5 buổi thì 5 buổi cũng được coi là mình demo cho một cái cái chủ đề mà gây được cái sự hứng thú cho người học à, thế thì nhân đây thì tôi cũng đề cập tới cái điều mà tiến sĩ bảo có đề cập tới trong cái bài trình bày đầu tiên của anh đó là lo lắng về cái 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 học liệu bởi vì nếu như ở tòa án thì chỉ cần sử dụng cuốn sách của giáo sư đại thôi vài cuốn sách thôi là có thể là dạy thừa thãi rồi Đúng không bởi vì rất nhiều những cái bản án nhưng mà đối với trọng tài thì điều này là khó bởi vì giờ trọng tài là confidential à, mà đã 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 bí mật rồi thì ai mà dám chiếu lên vì thế cho nên tôi cũng nghĩ rằng là cô Văn Anh ngồi đây thì cũng là trưởng của cái 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 bộ môn ADA của học viện tư pháp thì cô cũng sẽ quan tâm tới việc là làm thế nào để mà khai thác các cái 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 tài liệu mà mang tính chất đời vào trong giảng đường thế thì đối với trọng tài và hòa giải thì rất là khó nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta vẫn có cái chìa khóa để mở cái cánh cửa ấy thế thì ở đây tôi quay trở lại đó là việc mà chúng tôi đã áp dụng thành công Uh, cái 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 phương thức case study uh, trong giảng dạy cao học đối với cái môn giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại và với cái chủ đề là hòa giải thương mại thế thì tôi xin phép được chia sẻ cái màn hình lên uh, đó là một cái tình huống mà uh, mà chúng tôi đã đã được trích xuất từ cái chương trình uh, uh, của VMC uh, À, rất tiếc là đây thì à, con có, có lẽ là chia sẻ lên thì à, hiện nay thì nó nó chưa cho phép chia sẻ nhưng mà có lẽ là mời bạn Phạm Hương sẽ chia chia sẻ màn hình từ từ phía VMC thì à, cái cái tình huống đó là tình huống mà cá nhân tôi cũng đã được như là như là anh Phan Trọng Đạt vừa mới đề cập đấy tức là tham gia vào cái chương trình à, à, đào tạo về hòa giải mô phỏng của VMC cách đây một năm thì VMC à, có cái sự hỗ trợ của cái cái dự án quốc tế cho nên là đã xây dựng 11 cái vụ hòa giải mô phỏng và một trong những vụ đó là vụ HG06 tức là hòa giải 06 thì tôi tiến hành đảm nhiệm. Thế thì bởi vì đó là cái mà mình có tham gia cho nên là chúng tôi cũng đã mặn phép chương trình là để sử dụng nó vào trong lớp và và một vài tình huống khác nữa. Thì đây là một cái ghi chép của một sinh viên sau khi mà đã được nghe được xem cái video clip diễn diễn về cái vụ hòa giải 06 đó thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là các bạn ấy đã, đã 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 sau khi nghe thì các bạn ấy cũng đã 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 tóm tắt lại rất là ấn tượng như thế này thì tôi cho rằng là phải có một cái tình yêu hay là có sự ham mê thì người ta mới có thể làm được những cái thứ như thế này bởi vì làm nó cũng rất là mất thời gian thì với cái sự ghi chép của sinh viên Nguyễn Thảo hậu mà quý vị nhìn thấy ở đây ở ở, ở cái khóa 61 của đại học kinh tế quốc dân thì thấy rằng là em ấy đã tái hiện lại khá thành công cái vụ HG06 của VMC à, cái vụ có liên quan đến cái sàn giao dịch thương mại điện tử và một cái khách hàng thuê chỗ ở trên sàn giao dịch thương mại điện tử là công ty Hoàng Anh đã có cái tranh chấp và hòa giải viên giải quyết tranh chấp như thế nào à, đề nghị à, ban tổ chức cho trôi xuống dưới ạ thì ở đây chúng ta có cái lộ trình ở đây cũng à, có cái lộ trình ở đây là lộ trình buổi hòa giải phiên họp chung thứ nhất thế rồi phiên họp chung thứ hai À, rồi phiên họp riêng à, với à, với à, các bên tranh chấp và cuối cùng thì à, chúng ta xem cái cái slide à, cái slide cuối cùng ở dưới đó cái hình hình ở dưới thì à, sau cái phiên họp riêng với à, với với à, với các bên thì hòa giải viên đã à, cũng đã đạt được những cái à, cái 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 gợi ý nhất định đối với các bên để các bên à, đi tới một cái cái kết quả được coi là có hậu. Đó. Thế thì à, cá nhân tôi thì tôi đánh giá rất là cao cái cái phương thức này À, bởi vì nó cũng đã được uh, VMC thực hiện năm 2021 thành công và sau đó thì nó là tài liệu để cho các cái uh, hòa giải viên của VMC tiến hành các cái lớp uh, đào tạo về hòa giải ngắn hạn cho, cho 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 cái giới kinh doanh thương mại thế thì uh, tôi chỉ uh, có muốn chia sẻ với các đồng nghiệp như thế này uh, theo tôi ấy thì khi mà chúng ta xây dựng những cái case như thế này thì chúng ta nên lan tỏa nó Thế thì hiện nay thì nó mới chỉ dừng lại ở con số 11 vụ và 11 vụ thì cũng chưa phải hẳn là những vụ điển hình, nhưng mà ít ra thì đây cũng sẽ là các các cái demo để cho các đồng nghiệp có thể giảng dạy đủ trong thời thời lượng là 15 tiết đối với hòa giải và thậm chí là 45 tiết nếu mà chúng ta có hẳn một cái môn học về hòa giải. Thế thì cá nhân tôi, tôi rất là thích thú với cái phương thức này và khi chúng ta thấy bạn Viễn Thảo hậu là sinh viên mà đã có cái sự ghi chép lại như thế này thì điều này để cho thấy rằng là các bạn ấy thấy rằng nó thực sự là là có cái hữu ích à, chứ không phải là giảng dạy về trọng tài và hòa giải như trước đây là chúng ta dùng phương pháp truyền thống là là trọng tài là gì hòa giải là gì rồi trọng tài thì được được điều hành như thế nào thế rồi cái cách viết phán quyết ra làm sao rồi giá trị phán quyết như thế nào mà thực ra chúng ta à, giới thiệu với người học thông qua những tình huống như thế này thì tôi cho là các em sẽ nhập vai rất là nhanh và các em sẽ thấm rất là nhanh là à thế vậy thì vai trò hòa giải viên không phải giống như vai trò của trọng tài viên hay là hay là như vai trò của hội đồng xét xử ở tòa án mà hòa giải viên thì mang tính chất là facilitator tức là hòa giải tức là khuyến khích các bên để đạt được cái cái kết quả cuối cùng và tôi nghĩ rằng là với cái phương thức này nếu như giả sử như là anh Phan Trọng Đạt có thêm những cái tài trợ tiếp theo ví dụ như sắp tới là tài trợ của USAID thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là chúng ta nhân rộng không phải là 11 cái tình huống mô phỏng như thế này mà chúng ta sẽ có hàng chục thậm chí hàng trăm cái tình huống và chúng ta sẽ sử dụng đó một cách rất là thuận tiện gây cảm hứng cho người dạy và người học như vậy thì tôi xin phép dừng lại ở đây và chỉ lưu ý với chúng ta là các sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân À, đang rất là hoan nghênh những cái sản phẩm của VMC và trong đó có những cái những cái sản phẩm đó là cái tình huống hòa giải mẫu như chúng ta đang chiếu ở trên hình chiếu và rất mong là VMC sẽ có cái kế hoạch để chúng ta phát triển cái những cái tình huống này và để nó lan tỏa nhiều hơn trong cái cộng đồng giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo luật. Vâng xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Mình xin cảm ơn phần chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam và chúng ta nhớ được một cái điểm gọi là điểm lớn trong cái bài chia sẻ của phó giáo sư chính là cái cái tầm quan trọng của việc là có có vụ có việc dù dù nó chỉ là phải, phải 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 xóa tên các bên tức là bí mật hóa nhưng những cái hồn cốt của cái vụ việc đấy nó cần phải được giữ lại làm thế nào để từ những cái vụ việc thật có một cái sự xử lý để ra những cái cái vụ việc giả định nhưng vẫn là như thật cái cái việc giả định như thật thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là nếu các thầy cô động viên và giải thích cho các bạn sinh viên rõ thì họ cũng hiểu rằng là một mặt chúng tôi cũng rất muốn là những vụ nó tuyệt đối nhưng mặt khác thì cái chính cái đặc trưng của cái phương thức trọng tài và hòa giải nó buộc phải bí mật cho nên là những người làm ra các cái tài liệu đó có thể là những cái tôi tôi lại tưởng tượng nó sẽ là những cái phần vụ việc trong một cái quyển giáo trình có thể dùng chung của 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 cả hệ sinh thái dạy về 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 môn trọng tài và môn hòa giải của chúng ta, chẳng hạn thì nó thật là tuyệt vời ạ thì thì nó có khoảng hai chục vụ để các bạn sinh viên từng tổ thích cái tâm huyết về lĩnh vực nào vụ việc nào thì thì nhận về rồi sau đó cùng với nhóm của tổ của mình để để viết ra những cái phương án theo những cái gọi là hướng dẫn làm bài hướng dẫn mang tính sáng tạo và chủ động như như thầy Nam vừa chia sẻ thì thì thật là tuyệt vời thì cái này cũng là một cái gợi ý để chúng tôi tiếp thu và có thể sẽ ra được những cái sản phẩm và điều thầy Nam cũng gợi ý là là cũng các tổ chức nước ngoài đại như USS đúng không ạ và các tổ chức khác mà có hỗ trợ để để nâng cao năng lực về cái ADA nói chung và các vấn đề về giải quyết tranh chấp hay là enforcing contract tức là thực hiện được hợp đồng nâng cao các chỉ số của Việt Nam dần dần to dần to dần đấy ạ thì cũng có thể nghĩ đến việc là hỗ trợ đi vào cụ thể là cho một đơn vị sách thì là bao nhiêu như thế nào rồi cũng như là những cái vụ việc để các công sức của các chuyên gia đưa từ vụ thật góp lại để để, để cải ra cải biến nó ra thành những vụ phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo thì ra sao xin rất là trân trọng cảm ơn cái phần chia sẻ rất là sâu từ phó giáo sư tiến sĩ trần văn nam ạ thì ở đây chúng ta nói đến đào tạo thì cũng xin phép là cũng chia sẻ một chút là cá nhân tôi cũng có cái vinh dự là giảng viên thỉnh giảng của học viện tư pháp nơi nơi cô Vân Anh công tác này từ từ lâu lâu rồi và đến khi mà có môn hòa giải thương mại tức là có nghị định đúng không ạ thì, thì 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 bắt đầu mới có pháp luật về nó thì nó mới có cái 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 phần mỗi là một hai buổi học hoặc là một ngày học về cái môn này thì thì học viện cũng ưu ái cho tôi giảng rất là nhiều. <laughs> thì cũng đã tham gia từ từ năm 2018 đến giờ. Thì thì tôi có một cái ý là cũng nối tiếp ý của của phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Nam là ở chỗ của cô Vân Anh ví dụ lớp về luật sư mà luật sư chất lượng cao ấy nếu mà tôi nhớ không nhầm mà nếu mà tôi nói sai thì cô giúp đình chính ạ và lớp luật sư gọi là luật sư chung ấy luật sư bình thường ấy không phải bình thường mà luật sư <laughs> không phải chất lượng cao ạ. thì thì về cơ bản hình như là học liệu và các thứ nó không 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 có sự phân biệt nhưng nó phân nó khác nhau ở cái yêu cầu đối với các bạn ấy đi học tất nhiên là sĩ số thì lớp lớp chất lượng cao như kiểu xe chất lượng cao thì nó 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 ít ít sĩ số hơn ạ khoảng một nửa chỉ có khoảng 30 30 40 người. Nhưng cái yêu cầu là thế này ạ, thưa thầy Nam và cô Vân Anh là cũng cái vụ việc đấy mà trong cụ thể luôn ở học viện tư pháp mà chúng tôi từ mấy năm nay cứ tuốt suốt ngày là Hoàng Hải với Bình An, Hoàng Hải với Bình An. nhưng mà nhưng mà nó có cái chuyện gì với Hoàng Hải với Bình An là cái cái vụ đấy là cái vụ mà mà hai bên hợp tác kinh doanh mà vấn đề về quản lý một cái khu resort khách sạn thì Hoàng Hải bình an ở cái lớp mà gọi là lớp bình thường ấy, lớp luật sư cứ theo quy trình đi học ấy, thì nó là thế nào là hầu như không có bạn nào chủ động đọc trước hồ sơ vụ đấy cả không đọc trước hợp đồng không đọc trước chuyện tranh chấp không đọc trước các công văn đôi co để rồi đưa vào cái tâm thế theo cái gọi là vụ việc các bạn phải làm là thực hiện hòa giải cái tranh chấp giữa Hoàng Hải và Bình An đi còn cái lớp mà gọi là chất lượng cao thì cũng Hoàng Hải Bình An như cái yêu cầu là gì các bạn ý đã phải đọc không, không, tất nhiên là không phải chỉ mỗi môn hòa giải môn khác cũng thế dẫn đến là cái môn hòa giải phải đọc hết trước tài liệu phải đọc hết trước hồ sơ phải có tư duy suy nghĩ để rồi đón nhận thầy cô giảng thì 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 vào cái tâm thế sẵn sàng để làm ra được giải pháp thế thì đấy là thì nối tiếp cái ý là là cuối cùng là cái tính chủ động của học viên trong cái việc là đã đọc trước hồ sơ thì nó hay là hay là quan tâm đến bộ môn đấy và muốn học hơn về bộ môn đấy nó là một phần nào nó góp vào cái sự sự khác nhau giữa giữa việc là chúng tôi trải nghiệm dạy các bạn ấy môn hòa giải thương mại cũng vụ hoàng hải bình an mà chúng tôi thấy các bạn ấy ra được giải pháp sáng tạo như thầy nam có gợi ý ví dụ là thấy các bạn sinh viên đấy thì ở, ở trường học viện tư pháp cũng vậy chứ còn những lớp còn lại đa phần là gọi là không 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 chất lượng lắm thực sự nhiều bạn còn không đọc hồ sơ với ba chục trang tài liệu mà buổi sáng chúng tôi dạy lý thuyết buổi chiều để bắt đầu thực hành cái vụ đấy thì buổi trưa các bạn ý đi đâu mọi người cũng biết rồi ạ rất hiếm khi các bạn ý ngồi đọc hết ba chục cái trang đấy lại còn để tư duy nữa thì cái cái, cái cái chúng tôi chỉ nhấn mạnh một cái ví dụ đấy để lại một lần nữa Nên nhấn mạnh cái điểm về việc là là có vụ có việc là quan trọng và cái tâm thế các bạn học viên học sinh sinh viên là cần phải, phải 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 đọc trước thì cái này thì cũng là nhờ động viên hoặc là kỷ luật thì đó từ từ các trường từ các thầy cô thì mới lại lại làm được việc đấy Đấy là ý thứ nhất về đào tạo Ý thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ Thì cô Vân Anh cũng đừng buồn là 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 có lẽ là tất cả Chúng ta vừa nghe là hòa giải là mới Và các bạn cũng đã Mấy năm qua thôi 4-5 năm qua mới học hòa giải Xong thì Thì nó có một cái đặc điểm Mà qua thực tế tôi thấy uh, Hỏi các bạn cái câu đầu tiên là Hòa giải khác gì với thương lượng Thì gần như không trả lời được Nhiều lắm Ngoài mỗi cái nội dung là có thêm hòa giải phiên chưa kể rất nhiều người còn lẫn lộn giữa hòa giải và thương lượng và họ thực sự là họ có thấy là là nó như nhau. Thứ hai rất là quan trọng nữa rằng là không hầu như không nhiều người nhiều các các bạn học viên của các khóa đề của chúng ta ở trường của, của học viện tư pháp biết rằng là nếu hòa giải thành thì nó có cái quy định pháp luật về việc là có thể cơ chế tòa án hỗ trợ công nhận. Còn đặc biệt nó có một cái nguy hiểm nữa cũng thưa các thầy cô là cái tâm thế của các bạn đi mà chúng tôi được chia sẻ ở trường học viện tư pháp là cái tâm thế thắng thua rất là mạnh cái tâm thế muốn cưỡng chế rất là cao và cái tâm thế nghi ngờ việc thực hiện cái kết quả mà giải quyết tranh chấp thì rất là lớn do vậy thì cứ động đến cái hay là không hiểu họ ra đời họ trải nghiệm cái gì đó hay sao nó ngày càng nó bùng lên cái chuyện đấy không tôi lại không tin người nữa ạ à, không tin đối tác ờ ừ, va vấp hợp đồng rồi thương lượng thì để bảo ơi không thực hiện đâu hòa giải và có ấy xong thì cuối cùng cũng chắc cũng không ăn thua đâu cứ phải ra tòa cứ phải ra tòa chúng tôi lại động viên là hòa giải là trọng tài là cũng khá là khá là vất vả đấy ạ nhưng mà thôi đấy là việc của chúng tôi muốn chia sẻ ở đây nhân diễn đàn này mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc đấy không mất thêm thời gian nữa thì xin kính mời cô vân anh uh, chia sẻ về uh, cái việc là đào tạo uh, về kỹ năng đúng không ạ Kể, uh, kiến thức kỹ năng uh, về về bộ môn môn hòa giải thương mại ở học viện tư pháp của ta là như nào và cũng như các cái tâm huyết khác của cô vốn chắn nhổ nhân cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng kính mời cô ạ cảm ơn anh phan trọng đạt à, xin kính chào các quý vị ở trên nền tảng zoom à, đang theo dõi trên nền tảng zoom hiện nay à, như sự giới thiệu của anh đạt thì à, tôi công tác tại học viện tư pháp thì uh, học viện tư pháp là một trong những cái nôi đào tạo các chức danh tư pháp uh, uh, lớn nhất hiện nay uh, và um, chúng tôi cũng bước sang năm thứ 25 uh, tuổi đời và năm sau là chúng tôi sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập uh, và các cái chức danh tư pháp mà học viện tư pháp đào tạo thì uh, từ thẩm phán này kiểm sát viên luật sư chấp hành viên công chứng viên đấu giá viên thừa phát lại và kể cả là sắp tới là hòa giải hòa giải viên và có thể là cả trọng tài viên nữa tức là ở các chức danh như hòa giải viên và trọng tài viên thì học viện tư pháp sẽ thực hiện cái chức năng là bồi dưỡng à, nói chung về à, tôi đến đây để chia sẻ theo cái yêu cầu đó là chia sẻ về hoạt động về đào tạo về hòa giải thương mại thì à, cái hoạt động về đào tạo về hòa giải thương mại à, ở học viện tư pháp hiện nay à, nó, nó nó nằm ở các cái chương trình đào tạo luật sư. Hiện nay thì nó được nằm trong các cái chương trình đào tạo luật sư. Và uh, hiện nay thì học viện có bốn chương trình đào tạo bốn chương trình đào tạo luật sư uh, có sử dụng có lồng ghép về đào tạo về hòa giải thương mại và nó nằm ở trong học phần đào tạo bắt buộc mà các bạn tham gia vào học mà kỹ năng nghề luật sư các bạn sẽ bắt buộc phải học và nó nằm ở cái phần bộ môn về uh, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án Đó. thế thì uh, ở chương trình thứ nhất là chương trình đào tạo luật sư uh, thông thường tạm gọi là thông thường thứ hai là chương trình đào tạo luật sư chất lượng cao thứ ba là chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán kiểm sát viên luật sư thì uh, uh, cái môn học về uh, uh, cái phần học về hòa giải thương mại nó nằm ở trong uh, lồng ghép trong phần kỹ năng của luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại. Đó. Thế thì uh, thông qua cái phần giới thiệu về uh, thực hành các bạn luật sư, các bạn ấy sẽ học về thực hành kỹ năng của luật sư đối với cái phương thức giải quyết tranh chấp này thì uh, các kiến thức về hòa giải thương mại uh, sẽ được uh, giới thiệu uh, về... Uh, từ về giới thiệu chung về pháp luật này và cái quy trình một cái phiên hòa giải và ở đó thì hòa giải viên làm gì và luật sư sẽ làm gì để giải quyết một cái vụ tranh chấp. Và ở ba cái chương trình này thì hòa giải thương mại đang có số tiết là 10 tiết, trong đó có 5 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành. Và và trong thời gian tới thì chúng tôi đang xây dựng sửa đổi, không phải sửa đổi nữa mà thay đổi mới mới thay một cái chương trình đào tạo luật sư mới và cái phần đào tạo về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án sẽ được tăng về thời lượng thì chắc chắn là sẽ tăng thêm thời lượng về hòa giải thương mại cũng như là trọng tài thương mại. đấy là đấy là các cái chương trình luật sư thông thường. thứ hai là chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế. thì đối với chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế thì đào tạo về hòa giải thương mại cũng uh, nằm trong chương trình đào tạo bắt buộc một bạn luật sư, một bạn học viên đối với luật sư lớp luật sư phục vụ hội nhập quốc tế phải tham gia đó là môn học về kỹ năng tham gia giải quyết các cái tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế. Và các bạn thì cũng sẽ phải trải qua không phải là 10 tiết mà là 20 tiết. Trong đó có 5 tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành. Một cái 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 kỹ năng của luật sư trong giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Và tức là nó nó chỉ được lồng ghép về phần kỹ năng của luật sư thôi. Đó, thì đó là phần đào tạo liên quan đến hòa giải. Thế thì ở trong những cái nội dung này thì chúng tôi đều có uh, giáo trình, uh, giáo trình thì uh, giáo trình thì nó sẽ nằm ở trong phần giáo trình tư vấn chung uh, chứ cũng không phải là giáo trình riêng về hòa giải nó chỉ có bài về hòa giải thôi. Và, và các cái bài về uh, giáo trình về hòa giải này thì do do các cái chuyên gia về hòa giải các cái chuyên gia về hòa giải uh, và và luật sư chuyên về hòa giải uh, viết cái phần giáo trình này uh, và đi đi kèm với bài lý thuyết thì uh, ở học viện thì uh, uh, là giảng dạy theo cái phương pháp là case study đúng không ạ và đóng vai và diễn đàn đóng vai vậy thì uh, chúng tôi cũng có một tình huống một cái tình huống thực tế như là anh đạt có vừa nhắc đến ấy, một cái tình huống một cái hồ sơ thực tế là một cái vụ tranh chấp thế thì uh, cái 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 việc học về hòa giải thương mại cũng được diễn ra của chúng tôi thực ra là từ năm 2012 cơ và bắt đầu sang đến năm 2017 thì khi mà cái cơ sở pháp lý về về hoạt động hòa giải thương mại đã hình thành thì uh, thì được dạy thay bằng theo cái nghị định 22. Vậy thì cái hồ sơ thực tế mà chúng tôi học thì chúng tôi cũng không thể lấy được một cái hồ sơ thực tế tại các cái trung tâm hòa giải bởi vì vụ việc thực tế rất là ít, một là rất là ít và thứ hai là cái tính bảo mật tính bảo mật và nếu như mà có xin được thì cũng phải được sự đồng ý ít nhất là cũng phải được sự đồng ý của đương sự của các bên tranh chấp đúng không ạ? Mà cái điều đó thì cũng rất là khó. Vậy thì uh, tôi thì tôi tôi vẫn lấy một cái vụ vụ hồ sơ thực tế là một vụ hồ sơ một vụ tranh chấp uh, tranh chấp một hợp đồng thương mại có thể là một hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc là một hợp đồng dịch vụ. Và hiện nay thì ở học viện đang sử dụng một cái vụ tranh chấp thực tế là một cái hợp đồng dịch vụ. Một cái hợp đồng dịch vụ quản lý khu du lịch Thế thì từ cái hồ sơ vụ tranh chấp đó thì uh, với hòa giải viên thì các bạn ý sẽ phải thực hành kỹ năng của hòa giải viên như thế nào? Đối với các bạn luật sư thì các bạn ý sẽ thực hành kỹ năng của luật sư như thế nào đối với cái vụ tranh chấp đó? Chứ không nhất thiết là tôi sẽ phải xin được của anh đạt bằng được một cái vụ tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải ở VMC hoặc bất cứ một cái trung tâm hòa giải nào khác. Đó. Thì ở những cái những cái hồ sơ vụ tranh chấp là tôi cứ lấy bất cứ một cái vụ tranh chấp nào trên thực tế và có một bộ hồ sơ thực tế của cái vụ việc đó, có thể là tôi thay đổi tên gọi, tôi thay đổi ngày tháng và nhưng mà cái cốt về tranh chấp thì nó vẫn là nó. Đó. Thì đấy đấy là cái đấy là cái tình huống mà tôi lấy thì tôi lấy từ đâu và cái giáo trình mà giảng dạy ở học viện thì nó là những cái bài giáo trình chuyên về cái lĩnh vực đó và do 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 anh uh, luật sư Nguyễn Trung Nam là hòa giải viên của VMC ấy viết cái nội dung đó và nó dùng để học tập cho các cái các cái khóa đào tạo luật sư tại học viện và đấy là nói về về đào tạo về hòa giải thương mại à, thứ hai là nói về bồi dưỡng về hòa giải viên và cái bồi dưỡng về hòa giải viên thì với thế mạnh là một uh, là một cơ sở đào tạo về các chức danh tư pháp được chính phủ giao thì uh, học viện tư pháp cũng đã xây dựng một chương trình bồi dưỡng về uh, nghiệp vụ hòa giải rất là bồi dưỡng về hòa giải viên đúng không? và chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình và uh, chúng tôi cũng đã mạnh dạn uh, chắp bút một cái giáo trình uh, chưa đến chưa đến thành giáo trình mà là tập bài giảng về hòa giải thương mại và tập tập bài giảng về nghiệp vụ hòa giải và cái tập bài giảng đó cũng đã được thông qua vào năm 2021 và do tập thể các giảng các, các uh, hòa giải viên, và chủ yếu các hòa giải viên thương mại đến từ VMC này, hòa giải viên của trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam này và và các cái chuyên gia về hòa giải đã, đã viết cái tập bài giảng này rồi trong đó anh anh đạt cũng tham gia viết một cái chương về kỹ năng tiếp nhận vụ việc hòa giải, Đúng không? kỹ năng tiếp nhận vụ việc hòa giải nữa. Vâng. vâng đó thế thì thế thì chắc đây là cái giáo trình tập bài giảng đầu tiên về hòa giải Đúng không? ở Việt Nam ấy. Nhưng tại từ nước có trên rồi chưa thấy là cái cái, vâng. cái quyển đấy chưa được phổ biến nhiều phải không cô à, à. vâng nó là tập bài giảng nó là tập bài giảng đó thế thì cũng in ấn thì cũng vâng nó là lưu hành nội bộ đó. nó được, chưa được nâng cấp thành giáo trình Vâng, thế thì nói về cái chương trình bồi dưỡng hòa giải uh, Nhiệm vụ hòa giải này thì uh, Học viện xây dựng uh, Trên uh, Học viện xây dựng uh, là 8 ngày 8 ngày tương đương với uh, 80 giờ 80 giờ có nghĩa là 10 buổi uh. Thế thì uh, nó sẽ bao gồm có 3 mô đun này Mô đun thứ nhất là Pháp luật về hòa giải Và pháp luật nội dung có liên quan đến hòa giải Mô đun thứ hai là Kỹ năng hòa giải uh, Kỹ năng hòa giải của hòa giải viên và mô đun thứ ba là uh, kỹ năng hòa giải một số vụ việc phổ biến. Thế thì uh, việc chia làm ba mô đun như này thì uh, nó có nó có một cái giá trị như này bởi vì uh, uh, sau khi mà cái chương trình uh, uh, cái chương trình được ban hành thì uh, uh, sẽ gửi đến cái các cái đối tượng là các bạn đăng ký uh, tham gia cái khóa học về hòa giải viên này thì uh, với uh, đối tượng là có bằng tốt nghiệp đại học và thì sẽ phải học cả ba cái mô đun này còn những bạn mà đã có bằng tốt nghiệp đại học luật Xin lỗi ạ, có bằng cử nhân luật thì chúng ta chỉ học mô đun thứ nhất xin lỗi chỉ học mô đun thứ hai và mô đun thứ ba thôi có nghĩa rằng là chúng ta chỉ học về kỹ năng kỹ năng uh, kỹ năng hòa giải uh, một vụ việc và kỹ năng tham gia hòa giải một số vụ việc phổ biến uh, thế thì nói về cái um, mô đun thứ nhất ý, thì uh, giới thiệu về pháp luật về hòa giải này, pháp luật về uh, thương mại này, pháp luật về doanh nghiệp này, pháp luật về hợp đồng này, pháp luật về đầu tư đấy, đấy là giới thiệu những cái kiến thức nền tảng về kiến thức pháp luật nền tảng đến mô đun thứ hai thì uh, chúng tôi xây dựng về uh, kỹ năng uh, các cái kỹ năng hòa giải một vụ việc cụ thể bắt đầu từ uh, kỹ năng tiếp nhận vụ việc hòa giải này, tức là thụ lý một vụ việc thứ hai là kỹ năng nghiên cứu hồ sơ thu thập Uh, thu thập các cái tài liệu rồi uh, tiếp xúc trao đổi trao đổi với các bên này thứ ba là uh, bài về uh, kỹ năng chuẩn bị cho phiên hòa giải và bài thứ tư là kỹ năng điều hành một phiên hòa giải đó và một bài nữa là kỹ năng soạn thảo thỏa thuận hòa giải thành và, và, mỗi một bài học ở, ở trong cái mô đun này thì đều được thiết kế theo hướng giống như các cái bài học truyền thống của học viện đó. Bài thứ nhất là buổi 1 là lý thuyết kỹ năng, sau đó đến buổi 2, có thể là buổi 3, buổi 4 là thực hành từng các cái kỹ năng nhỏ ở trong cái phần lý thuyết kỹ năng đó. Và, có nghĩa là có thể là thực hành đóng vai này, thực hành đóng vai này, rồi có các hòa giải viên nhận xét về cái phần nhận xét và hướng dẫn về cái phần thực hành đó đến mô đun thứ ba là giới thiệu uh, kỹ năng điều hành một số các cái phiên hòa giải, giải quyết một cái kỹ năng giải quyết một số vụ việc cụ thể như là uh, mua bán hàng hóa hay là một số dịch vụ thương mại. Đó. Thế thì đối với đối với cái chương trình bồi dưỡng về hòa giải thì uh, để thực hiện cái chương trình này thì chúng tôi đã xây dựng tập bài giảng này và chúng tôi uh, cũng tiến hành xây dựng uh, bộ hồ sơ tình huống, bộ hồ sơ tình huống cho cái các cái bạn mà tham gia vào các cái lớp hòa giải này và bắt đầu từ năm 2022 này à, sau khi mà dịch Covid này thì à, học viện cũng bắt đầu triển khai chiêu sinh các cái lớp về bồi à, dưỡng nghiệp vụ hòa giải này. Đó, à, nói chung và à, đấy là đấy là những cái nội dung về à, hòa giải mà được à, học ở trong viện tư pháp hiện nay ở trong chương trình đào tạo và chương trình bồi dưỡng vâng à, xin xin cảm ơn cô Vân Anh ạ à. à, nhân việc cô Vân Anh nói về việc đào tạo thì chúng ta chúng tôi cũng xin xin cũng hãy giới thiệu rằng là thực ra là chính trung tâm hòa giải Việt Nam VMC chúng tôi đấy cũng đã xác định cái việc đào tạo là việc quan trọng và tự làm việc đấy rất là nhiều lần và từ lâu rồi từ những năm 2019 là chúng tôi cũng đã tổ chức các khóa đào tạo và thời cũng có những cái khóa đầu tiên là chính tại nhờ đến cơ sở của của trường chỗ thầy Nam đấy là nó dài một ngày rưỡi sau đó cái khóa tiếp theo khoảng 2 tháng tiếp theo là tháng 11 năm 2019 thì là, là, có yếu tố quốc tế và gọi là nâng cấp khóa, khóa cao cấp lên vào một ngày tôi nhớ là một ngày tại thành phố Hồ Chí Minh Thế còn năm nay thì chúng năm ngoái thì chúng tôi cũng tổ chức một khóa học dài 10 gọi là 10 16 tiếng năm nay thì vừa mới tháng 3 vừa rồi đã, vừa đầu tháng 4 vừa kết thúc cái khóa học cũng 16 tiếng và chúng tôi cũng đang cân nhắc là cái 16 giờ đấy thì thì có vẻ nó cũng còn hơi ít thì cũng hài hòa lên để có thể tăng lên. Nhưng cái này chúng ta cũng xin chia sẻ là giữa ban tổ chức mong muốn tăng và cái nhu cầu của xã hội à, dành nhiều thời gian với 16 tiếng là hai ngày. Vậy là tăng lên 3 ngày thì cái vấn đề là nhu cầu của xã hội là như nào thì cái khóa học mà mà VMC chúng tôi tổ chức thì thì chủ yếu người học là luật sư practicing lawyer hoặc là in-house counsel tức là các luật sư của doanh nghiệp pháp chế doanh nghiệp Đấy, chủ yếu là như thế thì các anh chị thì có những người thì rất là bận và và, và lại cũng muốn được ngắn đó nhưng mà cũng lại có những người thì lại cũng cố cố gắng lại muốn dài cho nên cái nhu cầu nó rất là đa dạng thầy bảo cô Vân Anh ạ thì thì cũng xin chia sẻ là như thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi sẽ hài hòa sẽ đưa ra có lẽ cũng sẽ phải cố gắng là dài thêm một chút nữa để cho nó nó thấu hơn. Thì đấy là vấn đề về về đào tạo. Thứ hai là Trung tâm Hòa giải Việt Nam cũng tham gia cái việc là hợp tác với các tổ chức rất là liên quan mà cụ thể ví dụ tôi nêu ví dụ luôn là thứ bảy này, thứ bảy này là với đoàn luật sư thành phố Cần Thơ để tổ chức uh, bồi dưỡng về hòa giải thương mại cho các luật sư rồi Đó thuộc cái chương trình của người ta là chương trình chương trình 8 tiếng để, để bảo bảo chương trình bồi dưỡng theo quy định của luật sư đã. thì uh, thì cũng cái môn hòa giải thương mại thì nói trong quá khứ thì khi chia sẻ thì rất nhiều các uh, vị trong phụ trách cái mảng đào tạo của liên đoàn luật sư và đoàn luật sư thì cũng có nói rằng là khi mà đưa ra để các luật sư chọn uh, thích học môn nào để bồi, được bồi dưỡng thì môn hòa giải thương mại thì chưa được chọn nhưng cái đấy cũng may là giai đoạn mới này năm ngoái năm nay rồi đi thì nó lại nổi nổi lên môn trọng tài cũng được chọn môn hòa giải thương mại được chọn thế thì chúng tôi thấy rằng là đấy cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực vì đầu ra của chúng ta từ nãy giờ nói cái đầu vào rồi từ những bạn sinh viên 18 tuổi đúng không ạ xong học được được đào tạo kiến thức rồi cô vân anh là các vấn đề về củng cố lại kiến thức và phát triển kỹ năng rồi sau đó là các đã là đã thành các luật sư rồi và bây giờ là học để sâu hơn nữa thực hành kỹ năng đó hoặc là những vấn đề cập nhật thêm nữa về mặt kỹ năng đấy mà người ta quan tâm người ta chọn với sự hỗ trợ của các đoàn luật sư như đoàn luật sư Cần Thơ và các đoàn khác chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng là là hợp tác và chúng tôi sắp tiến tới là làm một việc để trải rộng cho các các đoàn chúng tôi đưa ra cái chương trình là như thế thì 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 đó là cái đóng góp của chúng tôi vào việc đào tạo chúng tôi cũng cố làm được gì thì chúng tôi làm <laughs> hết sức bao gồm là ví dụ là chính là cái việc tổ chức cái diễn đàn ngày hôm nay để thu thập ý kiến thì đấy là một ý ý nữa về mặt vụ việc thì chúng tôi cũng 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 vui mừng mà thông báo là thế này là với cái mong muốn của xã hội là, là có vụ thật thì chúng tôi trong quá trình hòa giải viên thực tế nhận vụ việc hòa giải mà đưa đến VMC thì bởi bởi cái tính chất của hòa giải nó có một cái tính thân thiện hơn một chút là khi kết thúc người ta bắt tay nhau và người ta cười tươi rất là tươi chúng tôi cũng có chút kỹ thuật nhưng mà kỹ thuật này là kỹ thuật tốt đẹp thôi ạ. là xin họ đồng ý là chỉ bỏ cái tên của họ đi thôi cho lấy lại toàn bộ cái hồ sơ đấy để phục vụ cho xã hội và có trường hợp họ đã đồng ý rồi bây giờ chúng tôi là nhiệm vụ là lấy cái vụ đấy để biên tập cái mức độ biên tập mà lúc nãy chúng tôi nói nếu mà vụ trọng tài thì gần như là khó mà khó mà xin được hết đúng không ạ phải mức độ biên tập là gần như là là hụt đi mất nửa thế cái hòa giải này lại còn chỉ hụt đi một tí thôi vẫn còn giữ nguyên 90% cái hồn cốt thì thì không hiểu các trường và các thầy cô và các chỗ học viện của Vân anh có muốn đúng không ạ thì chúng tôi cũng nỗ lực và với vụ đấy là như thế cũng tư tưởng như thế đối với các vụ tiếp theo thì cũng khuyến khích các hòa giải viên nếu được thì được sự đồng ý của chính hai bên tất nhiên không phải vụ nào cũng được nhưng nhưng trong nhiều trường hợp hòa giải viên đã được các bên hài lòng quý mến và đạt được họ hòa giải rồi thì họ chỉ căn dặn làm thế nào để 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 gọi là cũng đấy thì để bị giữ bí mật theo vấn đề professionally thật là chuyên nghiệp thôi thì, thì, còn thế nào là chuyên nghiệp nữa thì chúng tôi cũng sẽ học về việc đấy để 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 để, 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 để thực hiện cái cam kết đấy đối với họ thì cái này cũng là cái sự thông tin mà chúng tôi xin phép công bố ở đây thì thì có lẽ là với cái việc như thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra cái diễn đàn khoảng 15 phút cho những cái phần mong muốn là từ cử tọa của chúng ta có đặt ra các câu hỏi trực tiếp và các diễn giả của chúng ta sẽ chia sẻ các cái thông tin cũng là trực tiếp vào chủ đề ngày hôm nay và về mặt phương pháp thì chúng ta không có nhiều thời gian Cho nên thật là ngắn gọn và đại biểu nó có đặt câu hỏi thì xin phép là bật mic nói chuyện ban tổ chức chúng tôi sẽ bật mic và giới thiệu giới thiệu về 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 người đặt câu hỏi và và nêu câu hỏi thật là ngắn gọn để chúng tôi cũng sẽ được trả lời nhiều nhất có thể trong khuôn khổ 15 phút xin phép là được bắt đầu cái phần hỏi và đáp ạ xin mời em thu sẽ giúp là điều phối về việc là ai đặt câu hỏi ở phần này một một về mặt trực tiếp dạ vâng ạ à, xin cảm ơn cái phần những phần chia sẻ của các diễn giả ngày hôm nay ạ à, dạ vâng à, à, bây giờ hiện tại thì đã đến đến phần trao đổi trực tiếp giữa các quý vị tham dự ngày hôm nay với các diễn giả thì xin mời các quý vị nào có câu hỏi muốn trao đổi trực tiếp với các diễn giả thì xin hãy sử dụng chức năng giơ tay hoặc là raise hand ở phần dưới ạ Uh, thì ban tổ chức sẽ tiến hành bật mic để uh, quý vị trao đổi trực tiếp với diễn giả uh, trong uh, trong khi chờ đợi các câu hỏi trực tiếp uh, đến từ uh, các quý vị tham dự ngày hôm nay thì uh, có một câu hỏi ở trong ô uh, chat uh, xin phép là được uh, đọc câu hỏi này uh, câu hỏi đến từ uh, chị lan hương nhà học xây dựng uh, câu hỏi như sau xin cảm ơn các diễn giả tôi xin đặt câu hỏi hiện nay tài liệu dành cho môn hòa giải trong giảng dạy thì còn hạn chế cả về tài liệu cơ bản lẫn nâng cao vì, vì vậy thì trường đại học có thể kết hợp với các trung tâm hòa giải để uh, kết hợp với các trung tâm hòa giải để đưa các vụ việc thực tiễn để trở thành nguyên liệu giảng dạy trong trong trường đại học thì có được không xin cảm ơn ạ cậu xin phép là câu này chắc được gõ vào ô chat vào trước thời điểm mà các diễn giả gồm diễn giả đang nói đây trình bày và rất mong muốn việc đấy và đang có hướng để làm việc đấy bao gồm là tưởng tượng ta sẽ có quyền giáo trình với khá nhiều vụ việc ở trong đó bao gồm một số vụ là độ thật nhất có thể xin phép được trả lời câu hỏi là như vậy ạ và chúng tôi cũng hiểu rằng cái phần hỏi đáp ở đây thì cũng không phải là có, cũng có nhiều nhiều câu hỏi. Thế thì ở đây thì nếu mà các uh, diễn giả của chúng ta cũng còn muốn chia sẻ gì thêm chẳng hạn hoặc có gợi mở để uh, hỏi thêm tham khảo thêm từ các diễn giả khác trong 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 tập thể của chúng ta thì cũng cũng là diễn đàn nó cũng cung cấp thông tin chung cho mọi người ạ. Uh, cũng có lẽ là các uh, anh chị uh, tham dự ở đây ví dụ như các giảng viên ở các trường đại học khác cũng như là các anh chị luật sư có quan tâm và một số bạn sinh viên thì cũng cũng chưa chưa có ngay câu hỏi đấy thì cũng xin phép là cũng có một thời chút thời gian như vậy thì chúng ta rất là tự do trong việc này. À, mà thầy bảo chắc là cũng có ý muốn hỏi à, vâng cảm ơn anh đạt à, ở đây thì cũng có rất nhiều trường đại học tham dự cũng như là có các chuyên gia các luật sư ở đây cũng thấy có anh Dũng là chuyên gia nghiên cứu về trọng tài và hòa giải anh Nam à, cái câu mà tôi muốn chúng ta có thể dành thời lượng và có thể thảo luận với nhau đôi chút đó là liên quan đến cái vấn đề mà anh đạt cũng có xới lên đó là bây giờ quan điểm của chúng ta đào tạo các bạn sinh viên thì chúng ta thiên về đào tạo lý thuyết hay là chúng ta có cả về vấn đề kỹ năng À, ở đây thì à, anh đạt à, cũng có một cái 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 thiên ý một chút là là chúng ta nên đi vào sâu uh, lý thuyết nhiều đúng không ạ lúc đấy, và, cũng có, và, có và cấp độ vấn này vấn là, là kiến cấp thức độ. thì là kiến nhiều thức. Vâng. Dạ. à, bởi vì là cái thực tế cái vấn đề này nó cũng có tranh cãi rất là nhiều ấy à, về không chỉ khi liên quan đến đào tạo và trọng tài và hòa giải đâu ạ mà liên quan đến các vấn đề các kỹ năng nói chung thì nó cũng đặt ra câu hỏi khi mà chúng tôi bởi vì là chúng tôi khoa luật của chúng tôi thì đào tạo đến năm nay là năm thứ 11 tức là chúng tôi có được 6 lứa học sinh sinh viên đã được cung cấp cho thị trường và từ năm đầu tiên thì chúng tôi cũng đi theo một cái phương hướng đó là đào tạo theo hướng là cầm tay chỉ việc chúng tôi theo hướng là nhấn mạnh thêm kỹ năng nhiều hơn thì lúc đó thì cũng rất nhiều người đã đặt câu hỏi rằng là vậy thì các anh mà đi theo như vậy thì cái công việc đào tạo kỹ năng ấy là phải các anh không nên lấn sân quá bên của học viện tư pháp đúng không ạ cái đó nó cũng có rất nhiều chuyên gia cũng đặt ra vấn đề đó đúng không? tuy nhiên thì thứ nhất là về đào tạo nói chung hiện nay là một cái xu hướng đào tạo đại học thì không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới họ đi, đi đi đi, rất xa rồi và chúng ta khoảng 15 năm ở lại chúng ta chúng ta đề cập đến là cái phương pháp học tập chủ động à, chúng ta sẽ có những cái gọi là active à, uh, trên uh, lớp chứ nó không phải là chỉ thụ động nữa và chúng ta lấy người học làm trung tâm chứ không phải là giáo viên là trung tâm nữa thì tất nhiên thì cái đó nó cũng không phải là để nói là một cái phương pháp đúng không ạ nhưng mà kèm theo cái đi kèm theo nó lại là cái uh, kỹ năng thì có nên đào tạo cho các bạn sinh viên luôn hay không? đúng không? Thế thì uh, ở các trường đại học hiện nay uh, thì uh, không phải chỉ luật đâu mà tức là các trường thì chúng ta đều có các uh, thiên hướng thêm kỹ năng mềm, đúng không? Ví dụ như đại học ngoại thương thì các bạn à, các bạn sinh viên đại học ngoại thương thì có môn học về kỹ năng mềm các bạn học, đúng không? Và khi mà chúng tôi triển khai đó thì chúng tôi cũng gặp một cái câu hỏi như vậy. À, tuy nhiên thì qua cái quá trình quan sát cũng như quá trình đánh giá cũng như quá trình hỏi à, các bạn sinh viên à, bởi vì là một cái đặc thù của chúng tôi một năm tôi tuyển khoảng tầm mà trăm hai mươi trăm rưỡi bạn cho nên là mối quan hệ giữa thầy và trò nó thật sự rất là 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 thân thiết Đó. cho nên là chúng tôi cũng hỏi rằng thế à, các bạn đi thực tập đến năm thứ ba thực tập Và em thấy thích thú gì không à, học được gì không và nếu mà trên trường trên lớp hoặc là thông qua những cái khóa short skill thì khi mà đào tạo như vậy các em có cảm thấy có hứng thú hơn hay là chúng ta chỉ học những cái môn mà trên trường mà nếu chỉ đào tạo thuần quá lý thuyết thì các em thấy thế nào đúng không ạ? Và cũng như là cũng đề cập với các các, các, các quý vị là trong các cuộc thi sau các cuộc thi mút là tôi thấy là sinh viên của tôi nó chất hẳn, tôi dùng từ chất luôn. Chất hẳn ấy. Đúng không ạ? Thứ nhất là được để được thi các cuộc thi mút thì các trường họ không phải là chỉ có vứt cuộc thi ra đó và các bạn tham gia đâu họ đều các mời chuyên gia ở đây, đúng không ạ? Ví dụ như là uh, khi mà chúng tôi tổ chức cuộc thi CISG thì ở đây gần đây nhất là có 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 à, có bên chỗ anh Dũng hỗ trợ rất là nhiều về cuộc thi đó, thì cũng có các luật sư của các công ty đến và chia sẻ và chia sẻ ở đây thực tế là chia sẻ về kỹ năng là nhiều ấy đúng ạ? Và ở đây thì có anh Nam thì cũng rất là thân thiết đối với các bạn sinh viên luật của trường học Đại Học ngoại Thương trong cái vấn đề là, dạ, là đào tạo và đặc biệt anh Nam anh nhận à, học cái sinh viên học đại học ngoại Thương làm 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 phát làm, làm đi 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 thực tập uh, internship rất là nhiều và chúng tôi cảm nhận được rằng là nếu chúng tôi mà không đi vào kỹ năng ấy, thì tôi thấy cái sức bật sinh viên nó 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 không không lớn. Và vì vậy mà tôi thì vẫn quan điểm rằng là chúng tôi vẫn đi theo cái là vừa cung cấp lý thuyết nhưng mà cái vấn đề kỹ năng là chúng tôi vẫn đi theo. Đó là cái quan điểm của tôi. Thì đây tôi cũng rất là muốn Sới lên cái vấn đề là không biết là cái quan điểm chỗ thầy Đại, thầy Nam và thầy Bình Cũng như các thầy cô ở các trường đào tạo như thế nào Cũng như là quan điểm của các uh, luật sư Tức là những người mà đã có tiếp xúc với các, các bạn sinh viên đúng ạ à, tôi tôi biết rằng là các bạn sinh viên của tôi cũng đã làm ở chỗ thực tập chỗ Phương Anh Dũng ở đây hoặc ở chỗ anh Nam đúng không ạ à, thì uh, mọi người có thể cho thêm ý kiến để tôi có thêm một cái nhìn tổng quan hơn để có thể xây dựng trong cái sự nghiệp Chồng người ở Đại học Lạt Thương ạ à, à, vâng cảm ơn uh, thầy Bảo thì cũng rất là xin phép anh đạt nhé à, trước khi anh anh Nguyễn Mạnh Dũng phát à, biểu thì tôi cũng nói rất là ngắn thế này thôi à, cá nhân tôi thì tôi rất là ủng hộ cái ý kiến của tiến sĩ Hà Công Anh Bảo à, lý do vì sao bởi vì là qua cái trải nghiệm của bọn tôi ấy, thì tôi thấy rằng là ngày xưa khi mà tôi học đại học luật hà nội ấy, thì ở dưới quán cánh ấy, thì ví dụ những những thầy của chúng tôi là giáo sư lê hồng hạnh chẳng hạn thì đương nhiên nó sẽ phải là truy tắc lexi si, tức là thầy thì đọc cái còn trò thì chép thế thì cái đó bây giờ không thể chấp nhận được à, thế thì bây giờ ví dụ như anh nguyễn mạnh dũng đã, đã 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 cung cấp cái cái ebook về sổ tay hòa giải viên của của sida rồi thế thì các em hoàn toàn có thể download và thậm chí có cả hard copy để các em đọc nên thì tôi thấy rằng là với cái 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 soft copy như là cái cuốn mà 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 anh 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 dũng cung cấp ở trên trên chatbox thì hoàn toàn sinh viên có thể tự đọc. Thế còn trong quá trình giảng thì chúng ta không nên quá lạm dụng vào vào một cái phương thức nào mà chúng ta phải lồng ghép cả vấn đề kiến thức và vấn đề kỹ năng. À, quay trở lại thì tôi thấy rằng là ví dụ như cái cái module về hòa giải của bọn tôi có có 5 buổi mỗi buổi 3 tiết. Thì thì chúng tôi bao giờ cũng sẽ sử dụng là một đến hai tiết đầu là giảng lý thuyết. Sau đó thì mới chia sinh viên ra các nhóm và các nhóm sẽ, sẽ 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 diễn tập. Và diễn tập ở đây thì chỉ được phép mỗi nhóm là 15 phút và sau đó thì có cái phản biện của nhóm khác. À, thì tôi cho rằng là các em rất là hứng thú bởi vì nếu như chỉ nghe không ấy, thì các em rất là hay làm việc riêng. Ví dụ như bạn nào cũng có smartphone trong tay thế rồi chít chát, nhưng mà nếu như giao để mà đi vào tình huống ấy thì các em sẽ phải chủ động và đặc biệt là đến cái nhóm phản biện ấy, Nếu mình không đọc thì mình không thể phản biện được, mà không phản biện được thì đương nhiên cái điểm 20% thì sẽ sẽ bị kém. Cho nên nó đánh luôn vào cái cái lợi ích của các em là các em à, đi vào kỹ năng để rồi các em được cọ sát. À, do vậy thì tôi cho rằng là chúng ta cũng không nên quá lạm dụng về vấn đề kỹ năng, nhưng mà chúng ta phải có cái 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 cái, cái thời lượng rất là hài hòa bởi vì chúng ta có quỹ thời gian. À, và chúng ta nên để cho à, sinh viên đọc các cái tài liệu ấy ở nhà. Thì tôi cho rằng là cái thứ nhất là cái 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 kho sách ebook mà luật sư Nguyễn Mạnh Dũng cung cấp ấy thì rất nhiều cuốn hay và giáo viên có thể lựa chọn để cung cấp cho 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 sinh viên. Ngoài ra thì à, tôi nghĩ là anh Nguyễn Trung Nam với tư cách là tutor của ba khóa của của IFC đấy, à, tổ chức cho Sida giảng dạy ở Việt Nam ấy thì, thì đã đã hỗ trợ để phát triển các cái case study và tôi cho rằng là những cây study đi đó cũng có thể uh, giả định đó cũng có thể lấy để để sử dụng cho 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 các em sinh viên uh, tạo ra cái sự hứng thú cho các em sinh viên cho nên tôi cho rằng là cái cái sự quan tâm của tiến sĩ bảo của thầy bảo thì tôi thấy là rất là hoan nghênh và không nên là chúng ta chỉ quan tâm vấn đề là là, là kiến thức uh, và chúng ta nên lồng ghép vấn đề kỹ năng thì nó tạo ra sự hứng thú cho người học vâng, xin cảm ơn ạ em dạ, cảm ơn anh Nam ạ. Trước khi anh Đại phát biểu, em xin phép là được mời anh Nguyễn Mạnh Dũng trước nhé. Dạ vâng, chân trọng kính mời anh Nguyễn Mạnh Dũng và thử đây là luật sư Nguyễn Mạnh Dũng thì cũng là chuyên gia <laughs> quen thuộc với cộng đồng ADA chúng ta rồi đúng không ạ? thì cũng và cũng đã gửi cho chúng ta rất là nhiều tài liệu trên chat Ochat đấy. mọi người quan tâm thì có thể download về vào đây xin mời anh Dũng phát biểu ý kiến. ạ à, Vâng, rất là cảm ơn anh Đại. À, xin chào tất cả anh chị các thầy cô như là các và tham gia qua zoom thì tôi xin có ý kiến thế này thứ nhất ấy, là liên quan đến mối quan hệ giữa việc dạy lý thuyết và thực hành thì theo quan điểm của tôi ấy, mỗi một cái có học ở mỗi trình độ nó có cái tính riêng biệt của nó và không thể thay thế lẫn nhau chúng ta không thể dùng khóa học kỹ năng thay thế những khoa học lý thuyết mà cũng không thể nào dùng khoa học lý thuyết để thay cho khóa kỹ năng được à, vì trải nghiệm của cá nhân tôi với tư cách là sinh viên của cái môn học ADA tại trường hợp Queen Mary trong cái chương trình đào tạo thạc sĩ về giải quyết tính chất mà cái người dạy tôi trực tiếp chính là giáo sư Julian Liu và hòa giải viên Christopher Newmark. Ông Newmark chính là nguyên chủ tịch của ICC uh, ADA Innovation Committee và là người đã đến theo lời mời của IFC World Bank tham gia đào tạo khoa học SIDA của Việt Nam. Thì tôi so sánh giữa cái chương trình của tôi học ở cái môn ADA và cái chương trình mà Sida đào tạo à, ba khóa ở Việt Nam thì rõ ràng là có sự khác biệt. À, cái chương trình dạy ở bậc đại học à, và bậc thạc sĩ của Trường Luật là chương trình mang tính chất hàn lâm, à, nền tảng và cái thời lượng khi mà tôi học ở năm đó là năm trời, một tuần là một ngày học lý thuyết và à, một buổi học tutor tức là học à, trao đổi nhóm à, và cái khối lượng sách và tài liệu đặc thì phải là các anh cũng thể tưởng tượng nổi nó rất là dài à, và à, tôi thì tôi nhất trí cái hướng là chỗ mặc dù là cái chương trình đó là nặng về mặt lý thuyết cung cấp cái kiến thức nền tảng à, nhưng nó tạo ra sự đối sôi động cho sinh viên ở chỗ là rất nhiều bạn sinh viên quốc tế cũng tham gia kỳ thi mút giống như là các trường việt nam đang làm bây giờ cho nên theo tôi cái hướng mà các anh chị có thảo luận về cái việc là À, làm sao để cho cái lý thuyết không chỉ đơn thuần là lý thuyết bằng cách cho sinh viên tham gia kỳ thi bút là rất là hữu ích nhưng phải nhấn mạnh một điểm nữa là có sự khác biệt rất rõ ràng giữa chương trình à, bậc đại học và thạc sĩ mang nặng tính hàn lâm lý thuyết với chương trình đào tạo nghề của các tổ chức đào tạo như SIDA hay là các tổ chức hòa giải như VMC, hay CMC. Dường như tôi cảm giác rằng à, có người, có bạn có vẻ lầm tưởng rằng khi học xong một khóa của sida kể cả khóa tot tức là dạy giảng viên ấy là nó thay thế được luôn cho chương trình cử nhân về cái môn học về hòa giải thì tôi nghĩ rằng đó là điều sai lầm thì đấy là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị thực tiễn từ những cái gì tôi học và chứng kiến anh trung nam sẽ có ý thêm với anh chị ở khía cạnh là anh ấy đã tham gia những cái khóa đào tạo và hòa giải ở tất cả các bậc của CF rồi chắc anh biết rất là rõ cái tính chất của khóa đào tạo đấy như thế nào À, về vấn đề thứ hai liên quan đến học liệu thì à, tôi nghĩ rằng là à, khác với trọng tài hòa giải các anh chị cố gắng làm đúng ngay từ đầu à, không nên giống như trọng tài đúng ngay từ đầu là thế nào tức là chương trình đào tạo nếu như các trường dự định à, mở môn học riêng về hòa giải hoặc là ida thì nên làm theo chuẩn mực quốc tế ngay từ khi triển khai chuẩn mực quốc tế là như thế nào tức là các anh chị căn cứ vào chương trình đào tạo môn học hòa giải EDA phổ biến của các trường luật lớn nhất thế giới để thiết kế chương trình của mình theo đúng như những cái tín chỉ hoặc là những cái hợp phần có những cái nội dung mà nơi khác dạy. Mà các tài liệu tham khảo dễ nhất là tài liệu tham khảo của giáo sư Dwight Golan. Ông ấy là giáo sư của trường luật Sơn à, và cái cuốn sách mà đăng lúc đang upload công khai của trên trang web của Gem ấy, là một cái dự án của chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để khuyến khích và phát triển cái môn học ADA này. À, thì uh, tôi có tham khảo với chương trình cái cuốn sách này, và do đó trên cái giai đoạn khi tôi còn làm Phóng đốc của Trung tâm Hòa giải Việt Nam VMC, và thức thiết kế lên cái chương trình đào tạo đầu tiên cho VMC dựa trên cái outline của cái cuốn sách này. Cái cuốn sách này ấy, thì nó có cái đặc trưng ở chỗ là nó đưa ra tất cả những thông tin cơ bản nhất của những vấn đề về mặt kiến thức chung mang chất hàn lâm của cái môn hòa giải nhưng nó phân biệt rất rạch ròi giữa kiến thức và kỹ năng và ở đây kỹ năng thì nó phân biệt rạch ròi giữa hai loại kỹ năng khác nhau mà chúng ta hay lẫn lộn với nhau là kỹ năng hòa giải viên khác với kỹ năng của luật sư tranh tụng tại hòa giải đấy là cái điểm mà rất nhiều bạn học sida nhầm lẫn và truyền bá năng mình học của Sida cho các luật sư nhưng không hiểu rằng cái mà Sida dạy là dạy hòa giải viên chứ Sida không dạy luật sư tranh tụng tại hòa giải mục đích chính nó là như vậy thì theo tôi cái đó cần phải lưu ý à, tại vì khi chúng ta dạy luật sư là chúng ta dạy à, luật sư những kỹ năng kể cả tư vấn kể cả soạn thảo văn bản nữa. À, chứ không phải chỉ đơn thuần là kỹ năng để điều phối cái phiên họp hòa giải thì liên quan đến cái phần kỹ năng này thì rất dễ dàng là SIDA đã đồng ý, IFC đã đề nghị và SIDA đã đồng ý cho phép sử dụng cái tài liệu của khóa đào tạo SIDA để hỗ trợ cho cái việc đào tạo kỹ năng. Đúng không ạ? Và à, chúng ta có rất nhiều video clip của giáo sư White Holland ở trong một cái dự án của Trung tâm Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ. Họ thiết kế và lồng sẵn tiếng Việt. Tất nhiên là tiếng Việt không chính xác lắm vì là lồng bởi Việt Kiều. À, nhưng chuyển thể sang cả tiếng Việt của những video clip rất là cụ thể về những tình huống rất thực tiễn trong việc đào tạo kỹ năng đó thì đấy là cái tài liệu tham khảo chúng ta dễ dàng để tiếp cận được. Thế còn đối với tài liệu tham khảo tiếng Việt thì uh, tôi nghĩ rằng là cái chương số 13 mà anh Nguyễn Trung Nam đã viết trong quyển giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật về cái phần hợp uh, kỹ năng hòa giải nó rất là bao quát và rất là 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 đầy đủ để cho có thể tham khảo không chỉ qua đào tạo kỹ năng nghề mà cho cả khóa đào tạo bậc cử nhân hoặc là thạc sĩ nữa thì đấy là một số góp ý của chúng tôi, của cá nhân tôi liên quan đến việc thiết kế chương trình cũng như là cái học liệu tham khảo để cho các anh chị cân nhắc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Dũng ạ. À, xin mời ý kiến của giáo sư Đỗ Văn Đại ạ. Vào. Tôi thấy mọi người có nói nhiều về cái mối quan hệ giữa tài liệu học tập với cái tính bảo mật của hòa giải. Đây cái khó cho để tiếp cận cái học liệu. Tuy nhiên là theo tôi thì cái đấy nó cũng không không phải là không vượt qua được. Bởi vì tôi đã làm ở mấy trung tâm trọng tài quốc tế việt nam với cuốn sách đó là giải quyết tranh chấp hợp đồng những điều cần biết cho doanh nhân thực chất đó chính là cán lệ cộng nhắc thực chất mấy trăm trang, trang là là toàn cán lệ cộng nhắc cho nên là chúng ta vẫn có thể khai thác được các cái phán quyết trọng tài mặc dù chúng ta bị ràng buộc bởi cái nguyên lý đó là tính bảo mật thì hòa giải theo tôi cũng như vậy cho nên là mọi người cũng không quá À, bị à, ảnh hưởng bởi cái nguyên tắc bảo mật để không cho chúng ta tiếp cận được cái hồ sơ tiếp cận được cái nội dung mà hòa giải có thể được tiến hành tuy nhiên có cái khó là tùy theo mức độ thôi ví dụ như cái cuốn sách mà tôi mới biết viết về tranh chấp hợp đồng những điều cần biết cho doanh nhân thì chúng tôi cũng muốn viết đơn giản thôi thì chúng tôi tóm tắt nó ra còn không sau này thì uh, nếu mà chúng ta làm cái hồ sơ tình huống nó rộng hơn thì theo tôi vẫn có thể làm được bằng cách giấu tên hoặc là như anh Đạt nói là xin ý kiến của gì nhỉ của các bên thực ra không kể chưa kể cả trường hợp không xin ý kiến của các bên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái đạt bằng cách để chúng ta máu hóa nó đi thay vì ông Đỗ Văn Đại thì ông ông đê được rồi thì không ảnh hưởng gì cả theo tôi đã thấy ở nước ngoài họ cũng công bố rất nhiều các phán quyết trọng tài dũng nhỉ tôi thấy rất bình thường họ bình luận là bình luận cả họ, pha, công bố cái phần lớn cái phán quyết trọng tài bằng cách họ giấu tên đi cũng có sao đâu cho nên mọi người không quá ngại là cho nghiên cứu cái thực tiễn bị cản trở bởi cái bảo mật tôi nói như vậy bởi vì tôi chỉ sợ là gì nhỉ rất nhiều thầy cô thực chất lười hơn là thầy cô lười thầy cô có biện dẫn cái lý do lọ gì cho kia để các thầy cô không cho thầy đại dùng từ lười đúng không ạ em đúng. nghe có rõ không ạ là lười đúng không ạ dạ rồi. tức là các thầy cô thì cứ nói là tôi tâm huyết đấy nhưng mà do là biểu bảo mật cho nên tôi không có tiếp cận được các vụ cụ thể cho nên các bạn không cảm là tôi dùng tình huống giả định cái đấy đó là cái thực tế ở cái nền giáo dục Việt Nam mà chúng ta nói và đằng chúng ta làm mật nào và cái này tôi cũng nói thẳng luôn là không bị ảnh hưởng gì cả chúng ta vẫn có cơ chế để chúng ta làm và hy vọng rằng chúng ta vượt qua cái rào cản đấy và chúng ta đặt cái lợi ích của học trò cao như một thầy trong ở hội nghị hôm nay có nói là đặt lợi ích của học trò đấy cho tôi mới là đại lợi ích học trò lên đấy tức là cho sẵn sàng cho các bạn tiếp cận những thứ và thực tế để chúng ta cho các bạn học nó tốt hơn để xin được một chút cái ý kiến về cái mối quan hệ giữa bảo mật và tài liệu nhỉ tham khảo đấy à, em xin phép là cũng một tí bình luận cái ý của thầy đại là thực sự là trong cả quá trình làm về chuyện trọng tài điện hòa giải thì thực sự là các thầy cô cũng rất là muốn có vụ việc cũng mà xin thế này ạ, à, xin đến để mượn hết vụ việc về rồi chính các thầy cô và trợ lý của các thầy cô với cái lời thề là giữ bí mật thì họ sẽ biên tập ra các vụ việc nhưng mà bởi vì nhiều lý do khác nhau thì thì Viac vẫn đã chưa 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 cung cấp việc đấy thực sự là ý thế em đạt muốn có thể nói rõ cho là vì sao anh đặt từ chối đi cho người ta cũng hiểu luôn là vì sao anh từ chối vì e vẫn có những cái e rè về về vấn đề là nói thì nói vậy nhưng mà cả ekip các thầy cô mà làm biết đâu lộ mật thì cái trách nhiệm lại thuộc về viac thì đơn giản giả chúng ta tìm ngay giải pháp luôn bản thân à, chỗ anh đạt có nhiều nhân viên các bạn ấy rất giỏi các bạn mã hóa ngay từ đầu đi rồi các bạn chuyển hồ sơ cho rồi nhỉ vâng. chuyển hồ sơ đấy đang là quá trình đã đã và đang nghĩ ngay, đến việc đấy đấy thì đấy là bạn dạ. bạn lọc ngay từ thì nhỉ từ đầu là đã đảm bảo tính uh, bảo mật rồi thì sau vâng. này các thầy cô tiếp cận thì cũng không ảnh hưởng gì tính bảo mật cả dạ. Nên ngay từ đầu mã à, hóa đi về xin, xin về phương pháp dạ. là chắc chắn là ừ. dạ. vâng, vâng. Ừ, theo à. thông lệ của ICC lẫn SIC á thì khi mà họ nhận cái hồ sơ của khách hàng họ sẽ có một cái văn bản thông báo cho khách hàng biết là họ có thể sử dụng cái vụ việc đó sau khi mã hóa nếu như mà khách hàng không phản đối thì nếu như mà những người sử dụng dịch vụ trọng tài hay hòa giải ICC mà họ không đồng ý thì họ sẽ nói rõ là họ không đồng ý cái chuyện đó cho nên về nguyên tắc pháp lý mà nói một tổ chức trọng tài và hòa giải trong mọi trường hợp vẫn phải được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ mới được cung cấp nó ra cho dù dưới hình thức nguyên gốc hay là mã hóa chúng ta không nên cho rằng là chỉ việc mã hóa đi xong đó là thông tin những vụ việc ra bên ngoài đâu cái đó nó không đơn giản như vậy đâu ạ theo tôi vẫn còn cách làm nữa tại vì là anh tôi anh Dũng thì anh đề cao cả cái hồ sơ thực chất là trong một cái hồ sơ đây có thể có nghìn trang nhưng mà cái vấn đề pháp lý trong cái vấn đề hòa giải nó chỉ đóng ở cái trang thứ thứ năm thứ sáu thôi thì chúng ta có thể chỉ bằng cách là chúng ta lược chúng ta chỉ giải quyết cái trang thứ sáu năm thứ sáu báo hóa thôi và chúng ta chuyển nó ra theo tôi không vấn đề gì tại vì là nếu mà làm cả hồ sơ thì nó mới khó chứ còn chúng ta biết chắc lọc thì theo tôi biết xây dựng cái tình huống là ổn mà chúng ta học gì nhỉ học về hòa giải các thầy cũng lấy cái tình huống các thầy cũng chỉ lấy một đoạn chứ đâu có lấy toàn bộ hồ sơ À vợ vâng. em em hiểu em cảm ơn ạ cái thực sự là ừ. những cái câu chuyện này thì nó rất là đa chiều nhưng mà cũng cũng có những những cô giáo thầy giáo và trường cũng có nêu rằng là em là em muốn cả cụm cả bộ cơ chứ còn là trích ra một đoạn như thế thì nó cũng chưa chưa đúng ý của của cái bên gói nhu cầu thì thực sự là em xin phép là cũng không không mở rộng câu chuyện này tại vì nó cũng là đa dạng nhu cầu nhưng mà cái nguyên tắc thì đúng là mình cũng phải học của nước ngoài nhưng mà chúng em thì cũng về trọng tài thì thì em xin phép là không nói đây nhưng về hòa giải thì nó như em đã trình bày đã nó có cái thuận lợi hơn là là nó mới và nó có cái sự thân thiện thì đa phần là chúng em thôi thì cứ thực hiện cái khâu xin và thông thường vì mình có cái sự tử tế trong cái việc như thầy đại cũng hay dạy tử tế đấy và họ cũng thấy việc xin này là họ đồng ý đa phần là đồng ý có có điều là chưa chưa nghĩ đến để xin thôi chứ bây giờ đưa vào một cái kỹ thuật mềm là xin thì sẽ là đồng ý thì em xin phép là vì cũng thời gian có hạn cho nên tạm cái chuyện này thì sẽ sẽ tạm dừng ở đây về để tiếp tục sẽ uh, nghiên cứu uh, và đối với cái câu chuyện là đào tạo Uh, thiên về kiến thức thôi em cũng xin đính chính là không phải là chỉ có mỗi là bỏ hết kỹ năng đâu nhưng mà cũng mang tính giới thiệu chứ không phải là đào tạo kỹ năng cái ý mà em lúc nói ở ban đầu ở cấp đại học ạ tức là phải các bạn sẽ phải tiếp tục học kỹ năng nhé chẳng hạn như thế thì thì uh, sẽ 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 nghiên cứu việc này và sẽ cũng có sớm có một cái uh, ví dụ như là một cái nghiên cứu nhỏ để để thể hiện ra một cái, cái bài viết nào đó trong cái việc là nên hay không nên để chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Ở đây có luật sư Nguyễn Trung Nam là phó giám đốc VMC thì uh, luật sư Nguyễn Trung Nam hôm nay sẽ xuất hiện ở đây sẽ có hai cái nội dung nội dung chính nhưng mà lại là phải nói sau <laughs> nhờ luật sư Nam nói giúp sẽ là quan sát của của anh Nam với tư cách là người rất là năng động và tham gia rất nhiều hoạt động về 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 các cuộc thi hòa giải ở nước ngoài ấy thì bây giờ ở nước ngoài họ có, có các cái cuộc thi hòa giải là ra sao trong bối cảnh lúc đấy thầy Bình cũng nêu rồi và sẽ, giữa trường đại học luật Hà Nội và vH VMC lần đầu tiên sẽ tổ chức một cuộc thi hòa giải uh, thương mại có chữ quốc tế những cái tính chất quốc tế thầy Bình đã nêu mục đích của việc tổ chức là như thế nào thì thầy Bình cũng đã nêu rồi đúng không ạ và dây nhân đây cũng xin nêu lại là mục đích như vậy là để các bạn sinh viên sẽ thu hút sự quan tâm của các bạn và thực tế các bạn có lợi ích trong việc là tham gia cái những cái việc như những uh, đội thi để thi để cọ sát và cũng hứa hẹn là nếu mà uh, có giải thì giải nó cũng khá lắm đấy ạ. giải cũng là tốt và các bạn ngoài nổi tiếng ra các bạn có giải bằng bằng tiền cũng khá khá đấy ạ. thì đấy là đấy là cái mục đích của anh Nam sẽ giúp là chia sẻ các thông tin chung tới cả tất cả cử tọa chúng ta ở đây rằng là trên thế giới có một số cuộc thi là như thế nào đấy là ý thứ nhất nhưng mà lúc này cũng nhiều người nói anh Nam trong quá trình anh viết rất là nhiều các cái học liệu khác nhau giải rác uh, mầm của anh ở học viện tư pháp này mầm của anh ở trường đại học ngoại thương này mầm của anh này ở khắp nơi nữa thì thì bây giờ anh có thể chia sẻ một chút về cái công tác viết như thế thì nó thế nào nhỉ nó chỗ nào là kiến thức chỗ nào là kỹ năng hay là như thế nào chứ thế nào thì anh anh trước chia, chia sẻ được không ạ xin trân trọng kính mời phó giáo đốc VMC là anh Nguyễn Trung Nam à. ạ dạ. vâng rất là cảm ơn anh đạt trong hôm nay thì tôi cũng được giao nhiệm vụ là nói một cái phần rất là ngắn gọn thôi liên quan đến cái phần mút tinh. nhưng mà vì anh đạt cũng chia sẻ cái việc liên quan đến viết thì tôi cũng đã được nghe rất nhiều các ý kiến phải nói là rất hết sức thú vị của tất cả các giảng viên các thầy cô của các trường đại học và của anh dũng nữa là một chuyên gia rất là kỳ cựu về liên quan đến hòa giải và ada thì có thể nói rằng là cái cái sự phân biệt về về kiến thức và và À, cái 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 kỹ năng ấy là nó có cái sự phân biệt rất rõ ràng khi mà chúng ta tham gia các cái khóa đào tạo à, đặc biệt là khi các anh chị mà đã từng tham gia các cái khóa đào tạo như của CEAP hay là của SIDA về về cái cái kỹ năng thì rõ ràng là cái kỹ năng của các trung tâm à, hoặc là các cái tổ chức là nó chỉ đầu tư tập trung vào cái việc là chúng ta làm thế nào để trở thành một hòa giải viên giỏi đúng không ạ? Chúng nhanh dũng anh nói là là cái này là là có cái sự rất nhiều người hiểu lầm là chúng ta đang ở cái vai của cái người hòa giải viên và người ta cố gắng làm cho nó thật tốt nhất những các cái kỹ năng của cái người hòa giải viên đó và sớm muộn gì thì các bạn sinh viên khi mà các bạn học kiến thức thì các bạn cũng sẽ phải học cái cái phần về kỹ năng bởi vì là cái đích đến cuối cùng là 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 kiến thức là để được dùng để để áp dụng cho thực tế đúng không ạ cho nên là chúng ta luôn luôn có hai nửa đó thế vì sao mà các sinh viên và các học sinh thì đều vẫn phải học cái phần kiến thức là bởi vì là cái cái sự phát triển về mặt thực tiễn ấy, nó luôn luôn phải gắn liền với cả cái phần về về kiến thức gốc và kiến thức gốc này thì thực tế là nếu như các anh chị đã học sida thì chả được học gì về những cái kiến thức gốc đấy cả vì các kiến thức gốc đấy nó nằm ở trong các cái tài liệu nghiên cứu À, đúng như là anh Dũng nói là nó có rất nhiều tài liệu và toàn là sách vở cho nên là ví dụ tôi học cái khóa về sai áp vào năm 2015 ở tại uh, uh, tại Anh thì cái khóa đào tạo đấy người ta gần như họ không đào tạo một tí gì về mặt lý thuyết hết họ chỉ nói rất là sơ bộ cái sự phân biệt giữa hòa giải với cả các cái hình thức giải quyết tranh chấp khác xong họ ngay lập tức họ đi vào các cái kỹ năng mà nó liên quan trực tiếp đến quá trình tác động tâm lý và cái khả năng tác động tâm lý của cái người hòa giải viên thì tương tự như thế bên sida họ cũng làm như vậy thì uh, trong quá trình mà viết thì chúng tôi sẽ phải làm khác. Ví dụ như là tôi rất là may là tôi vẫn có cái account sinh viên trong suốt cái quá trình mà tôi đi làm nghiên cứu. Thì tôi lấy tất cả các cái thông tin một phần từ nguồn cũng của những chuyên gia như là anh Dũng rồi các của các thầy cô giáo và của cả các chuyên gia trong quá trình là giảng dạy của các cái khóa của Sida. Nhưng mà thực ra cái nguồn nó rất là ít. Cái nguồn chính mà chúng tôi lấy được thì chính là từ các trường đại học thông qua cái account của 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 tôi có với tư cách là một sinh viên thì các trường đại học này họ có cái hệ thống liên thông và rất nhiều tài liệu có thể nói là tài liệu nó nó vô bờ bến nó nói về tất cả những cái phần kiến thức gốc liên quan đến uh, thương lượng liên quan đến các cái nguyên tắc trong thương lượng rồi sau đó họ mới bắt đầu phát triển lên các cái vấn đề về hòa giải rồi các cái uh, loại hình thức hòa giải khác nhau rồi lịch sử nó phát triển như thế nào thì thì nó rất là nhiều nhưng mà khi mà chúng ta tổng hợp được các cái kiến thức đó thì chúng ta hoàn toàn có thể viết ra được các cái giáo trình mà sẽ cung cấp cho các em sinh viên các kiến thức trước khi mà để các em có thể làm các việc về thực hành. Và về thực hành thì nó cũng chia ra thành hai loại. Và bây giờ tôi sẽ chia tôi tôi sẽ chia sẻ luôn với cả các quý vị đang đang ở trong Zoom đây về cái các cuộc thi mút nó cũng chia luôn thành hai loại à, các quý vị ạ. Tức là khi mà các cuộc thi mút nó cũng sẽ có những cái style khác nhau tức là cái cái loại khác nhau ví dụ như là mút của ICC thì nó cũng sẽ thiên hướng là để đào tạo và để gọi là test để kiểm tra những cái kỹ năng của các uh, luật sư tham gia vào trong quá trình hòa giải và vì vậy cho nên là cái người tham gia cuộc uh, thi ICC mút nó sẽ hoàn toàn khác với cả cuộc người thi tham gia vào cái cuộc của simi uh, tôi có thể chia sẻ nhanh trên màn hình nếu nhưng mà uh, ban tổ chức cho phép simi <laughs> rõ rồi hỏi. anh nam ạ à? dạ simi chẳng hạn thì họ có cái 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 cuộc thi mà có thể nói là rất sớm sớm hơn cả icc và cái cuộc thi của simi thì nó rotate các cái tức là nó xoay vòng các cái vai của các cái uh, em thí sinh thi và chắc cái này thì anh bình biết rất rõ bởi vì là tôi cũng đồng hành với cả các em sinh viên của anh bình cũng được vài năm rồi à, kể từ khi simi họ bắt đầu mời bên phía việt nam tham gia các cái cuộc thi của họ thì là cái vai trò của cái người làm đóng vai hòa giải viên cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu anh đóng vai hòa giải viên mà anh đóng fail, anh đóng không đạt, anh không thể hiện được các kỹ năng của hòa giải viên thì thì anh thua, đúng không ạ? Cho nên là là simi là một cái hình thức mà nó sẽ tương xứng với lại các cái kỹ năng mà các em sinh viên cần phải đạt được liên quan đến uh, đến cái cái vai trò của hòa giải viên. Thế nhưng ngược lại nếu chúng ta xem các cái um, uh, rules của ICC thì ICC thì họ đã uh, bắt đầu tổ chức cái mediation competition hàng năm uh, cũng khá là sớm mà họ tổ chức vào vào thường là vào tháng 2 chứ không phải là như bên CMI là họ hay tổ chức vào tháng 11, tháng 10. Uh, thì uh, cái cái tổ chức vừa năm ngoái thì chúng tôi uh, cũng tham gia cùng với lại chỗ các em sinh viên của anh uh, Hà Công Anh Bảo thì uh, cũng các em sinh viên cũng đã được học và được uh, trải nghiệm cái cái cách thức của cái mút của ICC thì họ tập trung rất nhiều vào cái kỹ năng với tư cách là cao sổ tức là là luật sư uh, tham gia đại diện cho thân chủ để để giải quyết một cái uh, một số các cái vấn đề trong tranh chấp mà ICC họ đưa ra uh, trong khoảng năm sáu cái mút problem ngoài ra có thể các anh chị cũng chưa được nghe nói nhiều uh, về simi và ICC thì rất nhiều người biết nhưng mọi người ít khi để ý đến một cái cuộc thi khác đó là FDI mediation moot cũng là một cuộc thi quốc tế mà đã kéo dài khá nhiều năm thì mediation mode này nó là một cái loại mediation rất đặc biệt tức là hòa giải nhưng mà giữa các nhà đầu tư và các quốc gia à, nó dành cho cái tranh chấp của FDI tức là tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia cho nên là cái case nó cũng có cái tính đặc biệt của nó à, nó cũng không hoàn toàn uh, trùng khớp với lại cái uh, các cái tranh chấp như của ICC hay là của Simi đưa ra là thường là các tranh chấp về thương mại à, thuần thương mại mà không có cái tính chất uh, công à, ngoài ra thì vừa năm nay thì uh, bên Thạc À, chắc anh chị vẫn đang được nhìn trên màn hình thì anh chị sẽ thấy là bên Thạc tức là Thái Lan Arbitration Center ấy là cái trung tâm mà mà cũng khá là là có nhiều hoạt động trong khu vực trong Đông Nam Á thì họ mới bắt đầu tổ chức cái ngày cái 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 uh, năm đầu tiên uh, virtual mediation Mood và cái này thì nó cũng đã chưa diễn ra đâu ạ, nó vào tháng 6 và tháng 7. Thì uh, các cái ngày uh, đến thời điểm này nếu như mà các sinh viên mà vẫn đăng ký thì vẫn có thể đăng ký được đúng không ạ? thì uh, tựu chung lại thì các cái cuộc thi này nó sẽ uh, chia ra thành hai cái trường phái và trường phái thứ nhất thì sẽ thiên hướng về kỹ năng của uh, hòa giải viên và trường phái thứ hai thì sẽ thiên hướng về kỹ năng của uh, của luật sư tranh tụng mà uh, không phải tranh tụng sorry uh, luật sư mà tham gia trong quá trình hòa giải thì đúng hơn vì chúng tôi không bao giờ chúng tôi uh, nói là luật sư trong hòa giải lại là đi tranh tụng cả uh, và hai cái hình thái này thì nó tạo ra hai cái cách thức training cách thức đào tạo các em cũng như là các cái yêu cầu riêng đối với cả các em sinh viên khi mà các em tham gia uh, hoàn toàn uh, mặc dù nó có những sự liên quan đến nhau nhưng mà cái 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 bộ kỹ năng là nó hoàn toàn khác nhau ví dụ kỹ năng của các em làm uh, làm luật sư thì sẽ nhiều cái kỹ năng liên quan đến đàm phán và kỹ năng khai thác hòa giải viên thì nói về vấn đề này thì bên uh, Jam họ như lúc nãy anh Dũng anh có chia sẻ trên chatbox ấy, thì bên Jam họ có cái 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 cuốn uh, rất là hay nói về cái cái kỹ năng của luật sư trong trong hòa giải và có cả các cái cách thức để uh, luật sư có thể uh, uh, tác động vào các uh, các cái hòa giải viên như thế nào về có lợi cho cho thân chủ của mình. Uh, và có một cái điểm mà tôi cũng trải nghiệm qua nhiều năm uh, coaching cho các em uh, sinh viên thì tôi thấy rằng là các em sinh viên bị điểm yếu lớn nhất trong cái quá trình tham gia các cuộc thi hòa giải là các em không có kiến thức thực tế. Và cái kiến thức thực tế này thì chúng ta không thể kỳ vọng ở các em được bởi vì các em đều là sinh viên, các em đã bao giờ ra trường đâu, các em không có kiến thức về mặt kinh tế hay là những cái trải nghiệm đủ nhiều để các em có thể đưa ra được các cái các cái 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 cách thức đàm phán hay là các cái đề xuất trong quá trình hòa giải mà nó mang tính thực sự là innovative tức là nó có cái tính mới và có cái tính đột phá đúng không ạ? Chúng ta ai cũng biết rằng trong hòa giải thì nó nó cần phải có cái sự gọi là khác biệt chứ không phải là chúng ta là zero sum game như là trong trọng tài. Trọng tài là cứ một ông thắng thì một ông thua đúng không ạ? Thế nhưng mà hòa giải thì nó cần có cái sự uh, linh hoạt đó và các em sinh viên bị gặp khó nhất là chuyện đó. Và ví dụ như ICC thì cái cuộc thi của ICC họ yêu cầu là trước khi mà anh tham gia vào cái 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 phần thi chính ấy, thì cái vòng đầu là anh sẽ phải nộp cái uh, cái gọi là cái phương án đàm phán đúng không ạ? Hay là cái cái chiến lược uh, đàm phán trong hòa giải. Thì cái chiến lược hòa giải đấy nếu như mà các em sinh viên thường là khi mà tôi nhận được các cái bản yêu cầu vòng đầu của các em sinh viên thì tôi thấy là là các em đều làm rất tệ. Lý do là bởi vì các em không biết phải làm gì cả. Đấy thì các em không biết sẽ 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 phát triển các cái ý của mình như thế nào và các em thường là bị rơi vào cái tình trạng là trọng tài hóa cái 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 vụ việc tức là các em tìm ra các cái argument các lập luận liên quan đến pháp lý để các em xử lý thì nó rất là bị bị bị, bị sai sót. Và thông thường là chúng tôi sẽ phải đào tạo lại các em về vấn đề là các cái nguyên tắc trong đàm phán như thế nào, rồi trong hòa giải thì cái đàm phán nó khác biệt gì với cả các cái các cái khác. đấy là cái cái bức tranh chung của các cái mút và về mặt nhận xét đánh giá uh, giữa các sinh viên Việt Nam và các sinh viên quốc tế thì tôi có thể nói là các sinh viên Việt Nam hiện nay các em trẻ nhưng rất giỏi. Uh, hồi đầu tiên tham gia cùng với cả cái nhóm của của sinh viên của thầy Bình thì tôi thấy là các em đều là khoảng năm hai à, thậm chí là có những em năm nhất đã đã đã, đã bắt đầu tham gia rồi năm hai năm ba rất là ít em năm tư thì các em đều rất là giỏi các em tiếp thu rất là nhanh ban đầu thì các em bị hỏng kiến thức nhưng mà sau một hai buổi làm việc cùng với cả coach cùng với cả chuyên gia thì các em gọi là build up cái kiến thức rất là tốt và có thể thực hiện được một số các cái kỹ năng cơ bản rất là nhanh và cái nhóm của thầy Bình ngay năm đầu tiên tôi nhớ không nhầm thì đã đã thu được cái thành tích rất là tốt đúng không ạ À, sau đó thì các cái nhóm khác mà chúng tôi coach thì cũng thấy là các em à, đều được các thầy cho các em thi từ khi các em mới bắt đầu từ năm 1. Và tôi nghĩ đây là một cái chiến lược cực kỳ tuyệt vời bởi vì là sau năm 1 thì các em đến năm 2 các em lại tiếp tục được được thi tiếp và các em vẫn có thể là thí sinh đúng không ạ? Thì thì cái khả năng các em giành được giải rất là cao. Uh, thì đấy là nói về mặt về về, về về mặt thành tích nhưng mà như là anh Hà Cao anh bảo anh cũng có nói vào lúc đấy ấy, là ngoài cái việc thành tích ra thì phải nói là những em mà đã thi mút xong thì cái uh, cái cái khả năng uh, tích lũy về mặt kinh nghiệm cũng như là các cái kiến thức của các em đều 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 vượt trội hơn hẳn so với lại những em mà chưa được cái cái, cái trải nghiệm về mút đấy cho nên là cái cuộc thi năm nay của VMC và uh, đại học luật Hà Nội tổ chức thì tôi nghĩ là thực sự là một cái cơ hội vàng để cho tất cả các em sinh viên tham gia uh, trong một cái sân chơi rất là tuyệt vời uh, và cũng là một cái thành viên uh, tham gia uh, đặt ra đề và cũng như là viết ra cái 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 đề bài thì tôi cũng uh, rất là mong là cái đề bài này nó sẽ làm cho các em sinh viên nảy nở được nhiều các cái ý tưởng, các cái uh, cái, cái 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 gọi là uh, những các cái tiềm năng trong các em về mặt dynamic đúng không ạ? Để các em sau này có thể trở thành hoặc là các luật sư uh, liên quan đến đến ADA à, và các em thứ nhất là luôn luôn đưa cái hòa giải vào trong một cái cái lựa chọn rất là quan trọng khi các em làm việc với khách hàng trong tương lai và các em có những cái kỹ năng cần thiết thì các em có thể thực hiện tham gia thực hiện vào các phiên hòa giải. Vâng xin cảm ơn. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Trung Nam đã giúp tôi giới thiệu cái phần việc của tôi về về cuộc thi mút của VMC và trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức năm nay thì uh, luật sư Nam có nói là tham gia ở cái khâu cùng tổ chức, tham gia ra đề. Thì tôi xin phép cung cấp thông tin luôn là luật sư Nguyễn Trung Nam sẽ là một trong các giám khảo mà khả năng cao là một trong các ba giám khảo của của vòng chung kết đấy <laughs> của trận chung kết cho nên là um, chương trình của chúng ta thì hôm nay không livestream không chỉ có 60, hiện tại là 54 người đang dự thì dự thôi Nhưng mà chúng tôi đã xác định rồi là sau chương trình này chúng tôi sẽ uh, phát lên các kênh của VMC Ở cái phiên bản thông tin thì nếu mọi người, các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên ấy Quan tâm thì các bạn nên lưu ý đến khúc cuối mà anh Nam có nêu cái hướng dẫn Một số các cái lưu ý mà khi các bạn làm cái vòng gọi là vòng thể hiện quan điểm của các bên ấy Um, chúng tôi xin phép được cung cấp một vài thông tin ngắn gọn về cái việc thi này là nó sẽ là như sau uh, Ngoài các thông tin mà thầy Bình lúc nãy đã cung cấp Thì uh, um, việc mở đề lúc nãy cũng có một bạn hỏi câu trên một chat Thì chúng tôi sẽ trong tháng 5 này sẽ công bố cái thể lệ cuộc thi cũng như là cái đề bài Và cái lộ trình của nó sẽ rất rõ ở trong cái thể lệ Với các uh, trận bán kết và sau đó là trận chung kết nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay À, nếu không bị làm sao nữa thì hai cái trận chung kết và bán kết đó là được diễn ra trực tiếp à, trực tiếp à, ngôn ngữ thì bằng tiếng Anh à, giám khảo là là có hòa có hòa giải viên hòa giải viên và ở đây thì chúng tôi cũng uh, các bạn sinh viên cũng không phải lo là như anh Nam cũng chia sẻ và các vị giám khảo mà chúng tôi sẽ mời cũng cũng có cái tâm thế rằng là hiểu các bạn là đang là sinh viên thôi cho nên là các bạn cứ hãy uh, ôn luyện kiến thức cũng như là được các thầy cô các trường của, của 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 các trường của mình các khoa của mình hỗ trợ hướng dẫn những cái vấn đề kỹ năng và các bạn thỏa sức sáng tạo và chủ động thì ở cái vị trí của các giám khảo là người ta sẽ hiểu các bạn đã nỗ lực ra sao mà các bạn là như thế nào để để có được cái việc là chấm điểm nó nó công tâm và 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 tốt nhất à, cuối cùng thì uh, có lẽ thì tôi cũng xin phép là bây giờ đã là bốn rưỡi à, thì uh, xin phép là nói đôi lời rất là truyền thống để kết thúc cái chương trình của chúng ta à, chương trình đã đi đến hồi kết thúc với đúng thời lượng và cái chủ đề và cũng sôi nổi thảo luận để cho câu chuyện là tiếp theo thì cải tiến công tác đào tạo về hòa giải thương mại ở các vị trí khác nhau là như thế nào ở để 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 cái hệ sinh thái về về hòa giải thương mại nó nó tròn đầy và nó hiệu quả à, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã tham gia tương tác lắng nghe à, xin cảm ơn các, các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay à, xin cảm ơn các cái bạn uh, kỹ thuật nhân sự của VMC cũng đã hỗ trợ các công tác kỹ thuật và chúng tôi xin phép được uh, chào tạm biệt à, hẹn gặp lại ở trong các sự kiện tiếp theo uh, bao gồm là các cái cuộc thi các khóa đào tạo và các cái hội thảo khác à, xin uh, trân trọng cảm ơn quý vị và xin uh, rất là tạm biệt mọi người ạ à, chúng ta ở đây là uh, những người trực tiếp đây xin phép được một tràng vỗ tay để bọn dạ, xin cảm ơn các thầy cô nha à, vâng. xin chào các thầy cô ạ chào nam ừ. nha chào anh đạt dạ, em chào đảo, anh bình đảo. em chào thầy đảo. nam dạ. Vâng. chào thầy bảo nhé chào anh đạt dạ vâng xin chân trọng cảm ơn ạ vâng vâng dạ 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 hình mai xem mai chị có đá bóng đấy <laughs> Một thông tin là chiều chiều ngày 19 sẽ có cái sự kiện VMC làm với trường Chỗ Anh Bình và mời các bạn sinh viên để tham dự những chương trình đấy thì chúng tôi đã thông tin về chương trình đấy trên các kênh của VMC rồi. Chương trình đấy chủ yếu sẽ dành cho các bạn sinh viên ạ. À. Xin mời quý vị. Còn các thầy cô sẽ giúp là ủng hộ các bạn sinh viên động viên các bạn. Hãy đừng ngại, hãy tham gia cái cuộc thi mới tinh lần đầu tiên như thế này với rất nhiều cái kỳ vọng và và những rất nhiều cái phấn khởi ở phía trước. À, xin trân trọng cảm ơn, xin chúc mọi người chiều nay à, đi về không bị tắt đường ạ. À. Bây giờ là bốn rưỡi. <laughs> xin tạm biệt ạ. À. Dạ. Cảm nhà. ơn. Chào. À, xin chào. Ngày. Chào cả nhà. Nguyễn Trung Nam đã đã hết hậu Covid như vậy.